Vô lại, vô lại mấy chế ơi, vô lại mấy chế ơi. Chưa chưa má, chưa má, chưa má. Ôi này, em đây không được thông báo nữa ơi. Không có được gì gì thông báo nữa. Lên lại mấy chị ơi, bị rớt mạng rồi. Mấy chị em bị rớt mạng rồi. Lên lại nha. Mấy chị ơi, vô xe live stream lại giúp em không mấy chị? Chị nào đang 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 xem live stream, xe live stream lại giúp em ha. Để mấy chị biết mấy chị vô nha. Tự nhiên năm muôn ngon lành. Rồi, chào chào tổn ha. Mấy chị ơi vô lại đi. Chị nào chia sẻ quá trời mà bị chặn. Chặn rồi hả? Trời ơi buồn. Dạ 58 cân Hạnh Nguyệt ơi, 58 cân cho em có chị ơi. Em tầm eo mày eo. Vòng eo 78 là lớn nhất rồi đó. Có màu 58. Vòng eo mà vòng eo 78 đồng mộng em 78 bên em là lớn nhất rồi đó. Chế đây. Ok, chế. Chào số xẻ nè. Mấy chế vô xe live stream là nhiệt tình giúp em nha. Chào Ngọc Mai nè. Rồi vô xe live stream là nhiệt tình giúp em á. Mấy chị em có bao nhiêu chia sẻ rồi. Để mấy chế biết mấy chế vô lại mới có 22 chia sẻ à. Mấy chị ơi mọi người xe live stream ở trang cá nhân cho em khoảng 2-3 lần đi ha. Khoảng 2 đến 3 lần đi mấy chị. Để mấy chị, trời ơi, buồn quá. Dạ em buồn rồi chứ Hạnh ơi. Đang đang bán ngon trớn. Mấy chị đang chốt hàng ngon trớn thì đá đâu mất tiêu rồi. Như Quỳnh, em thấy Như Quỳnh nha. Mấy chị ơi, mấy chị vô mấy chị xem livestream lại giúp em ha. Nhớ là vô xem livestream lại giúp em nha. Rồi mã 23 kèm 23 kèm xin thoại giúp em nhé.
23 150k. Từ 23 Như Quỳnh ơi, chứ Như Quỳnh có mua hàng bên em lần nào chưa? Mua rồi mà còn không bao giờ bắt máy. À, chứ Như Quỳnh mua rồi nhưng mà còn không bao giờ bắt máy hả? Chứ Như Quỳnh ơi, sao mà gọi điện chốt hàng cho chị khó khăn quá, cho chị không có chốt thêm được nha chứ Như Quỳnh. Bao nhiêu tiền Hoàng Quyền ơi, để em ghim giá này nha, 150k. Chị ơi, mấy chị nào comment lên cho em là đồng đồng cao cấp 150k mấy chị hát. Đồng cao cấp 150 cho em. Cái nào khác giá em sẽ báo ha mấy chị. Màu nào khác giá em sẽ báo nha. Rồi màu trắng xinh xắn này luôn. Màu trắng xinh đẹp có tay này nha, dành cho chế nào mà ghiền cái phong cách cổ điển, tức là phong cách có tay ha. Chế nào ghiền phong cách cổ điển có tay này, đó, rất là xinh. Thì mình về phe của em đồng màu trắng này nha, rất là cưng luôn. Rồi, đầm chị mặc có màu khác không chị? Đầm em mặc hết rồi chị Lê Bình ơi. Chị ơi, Full Sky ơi, chị đây. Rồi cái trắng này nha mấy chị. Cái trắng này eo của nó là 70, 77 luôn. Eo 77 tức là 1m6, khoảng 55, 56 cân mấy chị ha. Ừ, trên hồi thì nó là có cái mà Như Quỳnh đúng không? Ừ, mai nhớ để ý điện thoại anh gọi chốt hàng nha. Chúc mà 10 em khó lắm. Mà 10 giúp em. Rồi cảm ơn chị Đặng Thị Hương nha, để em ghi bình luận chị Đặng Thị Hương lại nè. Đầm cao cấp 150k này. Cảm ơn chị Đặng Thị Hương này. Lại bị gì nữa rồi, Hiền á, thấy Hiền mà 23 là cái hồng á. 23 là cái hồng. Em ghi số 10 đây, mẫu 10 đây. À, số 23 cái đó là số 10 từ trước rồi. Rồi mẫu này số 10 nè. Mẫu trắng này số 10 nè. 1m6 khoảng 55 cân đổ về nè. Mã 10 cho em. Mã 10 màu trắng 150k. Mã 10 giúp em. Mã 10 không cách cổ điển có tay. Như Quỳnh số điện thoại đuôi 6469 cho anh lại địa chỉ em nhá. Cho lại địa chỉ nha chị yêu ơi. Hàng cho hàng của em lâu quá. Ngày mai là nhận được em nhá. Rồi mấy chị ơi, vô lại đi với chị. Chị nào đang coi nửa chừng mà bị đá số, thì vô lại nha. Mã số 10 cho chị 6 xẻ này. Trời ơi, cái đồng body này đẹp quá. Cái đồng body này đẹp quá mấy chị ơi. Body có ngọc đính như vậy cực kỳ sang nhá. Bao sang nhiêu? Quá. Dạ 150k. Rồi màu này, chị đã ơn màu này chúc liền cho em. Mã của nó là mã đẹp. Mã đẹp chúc em nha mấy chị ơi. Mã đẹp là 1m6 khoảng eo 74, 1m6 52 cân đổ về, 52 53 cân đổ về. Còn 1m55 là 46 cân, 47 cân mấy chị nhá. 1m55 là 46, 47 cân. Chúc liền cho em mã của nó là mã đẹp. Mã đẹp chúc em nha. Chúc mà đẹp, múc ngực dày dặn mấy chị ha, có đính ngọc luôn. Mà đẹp có đính ngọc múc ngực dày dặn giúp em. Chúc mà đẹp giúp em này, chỗ đẹp quá, body ha. Body mà đẹp. Body mà đẹp giúp em. Chúc mà đẹp giúp em nhé. Mà đẹp. Body mà đẹp này. Ok, lấy Như Quỳnh nha. Mà đẹp giúp em nha chị. Chế ơi, chế đây Ngọc Mai ơi. Chế đây. Mà đẹp giúp em. Chế đây. Thêm một cái body xinh xắn nữa nha mấy chị. Rồi, body này xinh quá à. Body này có lông vũ luôn mấy chị ơi. Body này có lông vũ luôn, đẹp quá. Trời ơi, sang quá. Body có lông vũ nhé. Má đẹp. Má đẹp cho chị Tú Phạm đuôi 3, đuôi 7554 này. Chị Tú Phạm cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Body 150k cho chị Tú Phạm hả? Ừ, đuôi 755, đuôi 75, 7544. 7544 chị Tú Phạm ơi. Cho em địa chỉ trong vòng 2 phút là thứ nhất. Cái thứ hai là ngày mai gọi chốt hàng. Chị nhớ nghe điện thoại giúp em nha. Nhớ nghe điện thoại giúp em. Rồi cái lông vũ này yêu của nó là 74 mấy chị ơi. 1m6 52 cân giúp em. Yêu 74, 1m6 52 cân. Đổ về ha. Rồi chị đã ơn cái màu lông vũ này, giá của nó là 160k body lông vũ. Chị đã ơn chốt liền cho em mặt 160. Chốt mặt 160 body lông vũ 160k. Chốt mà 160 giúp em. Mã 160, 160k mới chơi body nha. Body muốn cực kỳ dặn lông vũ nhá. Phía dưới có lông vũ, khối lông vũ luôn. Chốt mã cho em là mã 160k mấy chị ha. Mã 160 em thấy chị Hiền Dinh nhiều nha. Chị Hiền Dinh chốt lên đi em chốt cho này. Ok, Tú Phạm có địa chỉ số điện thoại đầy đủ này. Cảm ơn em nha. Rồi tiếp thôi mấy chị. Trời ơi. Wow, em này còn một em nè mấy chị ơi. Xinh ơi là xinh luôn. Cực kỳ siêu phẩm dễ thương mấy chị ha. Đây là một em siêu phẩm đẹp giả mang luôn á. Rồi một em siêu phẩm đẹp giả mang mấy chị ha. Một em siêu phẩm đẹp giả mang luôn. Rồi chị đã ơn em siêu phẩm này chốt liền cho em mã của nó là mã số. Mã số 9. Chốt số 9 cho em nha mấy chị. Chốt mã số 9 cho em nha. Mã số 9 1m6 52 cân đột về. Chị đã ơn số 9 chốt mã số 9 giúp em nha. Chốt mã số 9 cho em 155k. Mã số
69 155 cân. Mã 160 cho Dung Nguyễn nè. Rồi mất cái đồng dấu mày đâu rồi ta. Rồi chốt mã 69 cho em 150k nha. Chị đổi 69 cho 69 giúp em này. 69 176 52 cân. 69 176 52 cân chốt 69 giúp em. Mã 69 eo 74 nha, cực kỳ xinh. Nghĩa, tìm nghĩa, không phải, không phải. Mày đang kể đi. Hồi này các em có chốt một cái giống vậy rồi. Wow, cái hồng này đẹp quá. Hồng xinh nhất ngay. Mã số 9 cho chị Hiền Dinh này. Mã 9 cho chị Hiền Dinh. Mã 9 cho Hiền Dinh ha. Cái tay dài dài, màu cam cam hồng hồng của em đâu chưa tới thấy. À, cái màu đó cho xỉ rồi Phương ơi. Màu đó chị cho xỉ rồi nha. Mã số 9 cho chị Hiền Dân nha. Bé bạn comment xong một chút này em ơi. Với lại màu đó không có đẹp Phương Sky ơi, màu đó đơn giản lắm. Cái màu đó là màu bệt vai, dài dài 155k. Màu đó nó bệt vai, nó đơn giản lắm. Phương Sky chọn cái khác đi. Cái đó không có đẹp đâu. Cái đấy nó đơn giản cực kỳ luôn á. Nó chỉ có bệt vai và ren thôi, không có đẹp. Cái đơn giản. Rồi màu này cực kỳ xinh. Rồi chị nó lấy màu xinh đẹp này, comment liền cho em mã hồng. Chốt hồng cho em. Mã hồng 155k. Chị nó lấy hồng chốt hồng. Mã hồng giúp em nha, hồng đẹp không với chị. Đẹp ngất ngây luôn á. Rồi chốt mã hồng giúp em, cực kỳ xinh ha. Màu này mang lên sang chảnh cực kỳ nha mấy chị nha. Dễ thương cái kiểu gì cũng không biết nữa. Mang đi tiệc hay là đi chơi Noel hay là mùa Tết đó mấy chị. Mấy chị sắm đầm bây giờ mà mặc Tết. Đến sắp Tết là không còn một cái đầm nào thật sự. Đến sắp Tết theo kinh nghiệm bán đồ của em hàng năm là đến Tết là không còn một cái đầm nào luôn á. Bé Bành có số điện thoại để chỉ chốt mã sau cho anh nha. Bé Bành có số điện thoại địa chỉ rồi này. Cứ comment chốt mã sau cho anh nha. Thấy anh chốt cho em nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng liền cho em nha. Mã hồng 16 khoảng 52 cân đổ về em 74 mấy chị ha. Mã hồng em 74. Mã hồng em 74 chốt hồng liền cho em nè. Mã hồng liền cho em ha. Mã hồng cho em liền ha mấy chị. Có mấy cái hồng đây. Mã hồng nè. Mã hồng cho chế Giang Rion này. Đuôi 6154 này. Đây, kiểu cô bài gì? Bạn Phương Sky thích đơn giản đúng không? Thích kiểu này đúng không? Nhưng mà cái màu cam đó cho xỉ rồi, chỉ còn màu hồng thôi. À cái này hả? Bà Phương mà thích cái này hả? Cái này thì đẹp. Chị Hồng Vân Trần ấy, cái màu. À cái này Hồng Vân Trần, đúng không? Màu nu giống như vậy. Màu nu hả? Ừ. Ủa vậy chị Phương Sky thích cái gì ta? Còn cái này thì sai. À vậy hả? Rồi màu này. Ủa cuối cùng bà Hồng Vân Trần có vô mà có thích cái này không? Nhường cho bà này. Không biết. Hồng Vân Trần rồi nhờ. Hồng Vân Trần có vô không? Không biết. Rồi. Chế Giang Gion được mã hồng nha. Cho em xin thêm địa chỉ nha chứ ơi. Chế Giang Gion được mã hồng nha. Màu này có hai màu là trắng và hồng. Trắng và hồng. Chị đơn màu này. Màu bệt vai này hả mấy chị, đơn giản mà dễ thương cực kỳ luôn. Hồng 150 hả? Dạ 150. Rồi chị đơn màu này chốt liền cho em. Mã của nó là mã 38. Chốt mã 38 giúp em. Eo em này là 76. Eo 76 mã 38. Eo 76 đổ về mà 38, 1m6 khoảng 50-54 cân đổ về. Còn 1m55 khoảng 47 cân nha, 47-46 cân. Chốt cho em mã số 38, màu hồng và màu trắng. 38 hồng và 38 trắng cho em. 38 trắng với chị Hà Vân nè. Rồi 38 hồng. Còn 38 hồng là chị Giang Dion cho em thêm địa chỉ nha. 38 trắng cho Hà Vân. 38 trắng em chốt cho chị Hà Vân nha. 38 trắng chốt cho Hà Vân, còn 38 hồng hả? Trắng nè, xuống nha, xuống đi. Rồi 38 hồng cho em luôn. Em 76, 1m6 khoảng 54 cân. Còn 1m55 thì khoảng 47-46 cân. Rồi chốt mà 38 hồng cho em luôn. 38 hồng cho chế Hiền nè. 38 hồng cho chế Hiền luôn ha. Chế Ngọc Mai, thấy Phương Sky lấy màu hồng. Trời ơi, tôi học bài tập má luôn. Trời em đọc màu hồng, nói chung mấy cái hồng này em không có biết được nó con chốt nữa đó. 38 hồng mà. Lúc đầu em nói hồng. 38. 38 hồng và 38 trắng. Rồi. 38 hồng là cho chế Hiền nè. 38 trắng cho chị Hà Vân nha. Đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, dễ thương quá đi. Bao nhiêu? Dạ, 150k. 1 triệu rưỡi đúng không? Trời ơi, 1 triệu rưỡi á. Quá đẹp. Cái đồng em đang cầm 1 triệu rưỡi luôn mấy chị ơi. Đẹp xinh lung linh luôn. Đây 1 triệu rưỡi nha, có quần luôn mấy chị nha. Rồi chị nữa ơn mẫu này chốt liền mã cho em là mã đen. Chốt mà đen giúp em, quá sang, màu này mặc lên, nó sang. To eo. Trời ơi, nó dễ thương, quá dễ thương, muốn xỉu luôn mấy chị ơi. Cô điểm quảng cáo xíu là đó eo nha.
Em đo em trước thì rồi màu này là màu này giống giống hồi này, giống cái màu trắng em 75 76, em 76 đổ về 1m6 54 cân, em 76 đổ về 1m6 54 cân, giống cái trắng hồi này mà. Ha, mà của nó là mà đen. Ok được, mà đen. Mã đen, đen cho chị Lê Thảo Nguyên này. Đen cho Lê Thảo Nguyên, đen chốt cho Lê Thảo Nguyên nhé. Bao nhiêu tiền? Dạ đen cho Lê Thảo Nguyên, đen là 150k, đen 150k luôn. Wow, cái màu này, chế nào hỏi em, phải chế Full Sky hỏi em không? Phải không ta? Tại em nhớ nhầm Full Sky qua chế Hồ Văn Trần. Phải cái này Full Sky hỏi em không? Đây, mình bị nhớ nhầm qua chế Hồ Văn Trần á. Đây nha, trời ơi xinh quá. Rồi em nhớ mong mang có chế nào chụp inbox gửi em hỏi em cái màu này. Mày mua em mất không biết ai nữa. Rồi đây nha, chị nào ưng màu này, trời ơi màu này xinh quá đi. Nhìn cái tầng nó không là thấy đã rồi. Đây chị nó ưng màu này chốt liền cho em mà của nó là mã số 40 nha mấy chị. Chốt mã 40 cho em. 1m6 khoảng 54 cân. Eo em này là khoảng 76 độ về mấy chị ha. Eo 76 độ về. Chị nó ưng chốt mã 40 cho em. Đúng rồi chuột. Em thấy chị luôn. Hoàng Nguyễn nha. Chuột đét luôn mấy chị ơi, eo 76. Eo 76 mã 40 này, 40. Mã 40 eo 76. 40 cho bé Bành này. 40 cho bé Bành ha. 40 cho bé Bành. 40 đẹp quá à. 40 cho bé Bành này. Bao nhiêu đây rồi? Dạ 150k. 40 cho bé Bành nha, 150k em nha. Rồi mẫu này, chị đã ưng mẫu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 5. Chốt mã 5 cho em nha các tình yêu ơi. Mã 5 siêu đẹp luôn. Dạ dạ. Mã 5 có quần không ta? Rồi mã 5 là mẫu này không có quần á mấy chị ha. 1m6 eo 71. Em này eo lớn. Em này eo 78 luôn. Em đang cầm là eo 78. 1m6 thì khoảng 57 cân, 57, 56 cân đổ về mà ok luôn. Eo 78 với chị nhé. Rồi chị đã ưng mẫu này chốt liền cho em là mã số 6. Mã số 5. Chốt liền cho em là mã số 5. 1m6 khoảng 56, 57 cân. Mã số 5 nhé. 1m6 khoảng 56, 57 cân đổ lại mình bằng vừa hết nhé. Eo 78. Mã số 5 này. Số 5 cho chế bình cao rồi. Mã số 5 cho em nhé. Mã số 5 cho chế kia. Bling cao hả? Bling cao, mã số 5 cho Bling cao. Bling cao số điện thoại đuôi 284 này. Mã số 5 cho Bling cao. Không gọi điện chốt thì cả Bùi Thu Thủy. Ok, vậy là nếu mà chưa gọi điện chốt chắc chưa đi đâu, chỉ sợ gọi không kịp ấy. Sợ gọi không kịp ấy chứ Bùi Thu Thủy ơi, ngày mai gọi tiếp nha chế. Ngày mai chứ nhớ nghe máy giùm em nha, ngày mai. Hoặc là có gọi nhưng mà không bắt máy. Hôm nay hơi bị nhiều không bắt máy luôn á. Hôm nay em gọi hơi bị nhiều không bắt máy. Dương Ngọc Thúy mã 5 này, trên bình Bling cao mã 5 này. Chị lấy hết mã 5. Bling cao 8284 cho em xin thêm địa chỉ nha. Wow, em tầng này có màu hồng luôn nè mấy chị. Xinh quá à. Em tầng hoa hồng này có màu hồng luôn. Đó, dành cho chế nào mà là phan quần của màu hồng nha. Rồi mặc lên tiểu thư ghê chưa. Dịu dàng mà xinh xắn quá. Thì em đo eo nha. Rồi, em này eo của nó 76 luôn. Eo 76 mấy chị ha. Em này eo 76, 1m6 khoảng 54 cân, 55 cân mà ok luôn mấy chị nhé. Chị nói ơn màu này chút liền cho em mà đẹp. Mà đẹp nha mấy chị, chỉ còn một màu hồng duy nhất thôi mà đẹp. Có bông hoa hồng trước ngực cực kỳ xinh như thế này nha. Rồi mà đẹp chút em, trời ơi đẹp quá. Mà đẹp xinh quá, nhiều tầng, tầng nhiều giả mang luôn á. Đặc biệt có bông hoa hồng, quá là sang chảnh luôn, giá chỉ có 155k. Mà đẹp chỉ có 155k. 155k mà đẹp. Mà đẹp cho em 155k. Hỏi chế chút nhé. Ồ, thì nhân viên em làm qua ngày à, sử dụng khi xe em chút. Em à, tối em à, bận lên like, chọn hàng cái thứ sợ không gọi cho chế được đó. Chắc 3 ngày cái gì nó không gọi được là nhân viên em nhắn tin chế để ý giúp em nhé. Máy đẹp cho chế Thủy Lê đuôi 598 này. Chế Thủy Lê đuôi 598. Chế Thủy Lê ta. Chế Thủy Lê cho em xin thêm địa chỉ lại nhé. Chế Thủy Lê 598 cho em xin thêm địa chỉ lại nhé chế ơi. Chế Thủy Lê nó quen quen á. Có đầm body size lớn không chị? Eo cỡ 80 hả anh Thi? Chắc không có rồi anh Thi ơi. Chắc là không có rồi anh Thi ơi. Rồi màu trắng em đang cầm. Chị nào ưng chốt liền cho em nhẹ nhàng mà đáng yêu. Và tay của nó là dạng tay con mấy chị ha. Cái tay xòe xòe ra vậy nè. Đó, tay của nó con nhỏ nhỏ siêu siêu rất là cưng ha. Rồi chị nào ưng màu này chốt liền cho em mà của nó là mà 36. Chốt 36 cho em kèm số điện thoại. 1m6 54 cân đổ về. Vòng eo em này khoảng 76 mấy chị nha. Eo 76. Chị nào lấy chút liền cho em mà của nó là mà 76. Đúng không? Ok nha, chế Thủy Lê có địa chỉ cho chúng ta đầy đủ này. Cảm ơn chế nha. Comment hoài mà không được luôn gì hết. Chế nào vậy?
Cái nào tuổi vậy? Để em coi coi. 36 cho em. 36 chứ quên phải 76 sao đi mấy chị. 36. 36 kèm điện thoại cho em chị Nguyễn Như Ý hả? Ý ơi, cố lên Ý ơi. 36 cho chị Hà Vân này. 36 cho chị Hà Vân. 36 chốt cho Hà Vân nha. 36 chốt cho chị Hà Vân. Có đầm xếp ly. Có đầm xếp ly chứ chị. Em quyết đầm xếp ly đầy. Đầm xếp ly là mấy màu là đầm xếp ly nè. Quá trời. Nè, anh nghe một kiếm cho nhanh đi. Cho em cái body cao cấp nha. Body cao cấp. Rồi màu này. Dạ. Còn cái sắp cái đó. Đâu cái nào? À cái này hả? Rồi, chị đang ủng hộ đây với chị ơi, một cái trắng này rất là xinh á. Cái trắng này rất là dễ thương luôn. Có mút ngực luôn nhưng mà cái trắng này nó bị hơi dơ bụi một chút. Mấy chị về ngâm xà bông, mấy chị giặt kem là nó trắng tinh ra lại mấy chị ha. Nó bị dơ bụi chứ không phải là bị vết dơ mà giặt không ra nha. Rồi, cái đầm dơ bụi đem xem 140. Chị đợi ơn chút liền cho em mã của nó là mã số 4. Mã số 4 140 cho em. Mã 4 140. Dạ, gần hết mấy chị ơi, đầm gần hết luôn mấy chị ơi. Nhanh tay nha mấy chị, đầm gần hết nha. Giao 76. Eo 76, 1m6 khoảng 54 cân, 55 cân. Chị nào lấy 54 cân á, chốt liền cho em mã của nó là mã số 4 140. Mã số 4 140 giúp em. Mã 4 140 này nha. Mã số 4 140 này, số 4. Dạ. Số 4 cho Nguyễn Ngọc 909 nha. Mã số 4 cho bé Nguyễn Ngọc nha, 140 nha. Mã số 4 cho Nguyễn Ngọc 140. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi mẫu này luôn, màu đen còn hai màu nha mấy chị nha, màu neo nhỏ nha. Màu này cực kỳ xinh mà còn có hai màu thôi mấy chị ơi, hai màu và hai cái, mỗi màu một cái, và đặc biệt là eo của nó nhỏ nha, eo bé tí luôn. Em này eo của nó khoảng 70 đổ về thôi, eo em này chỉ khoảng 70 đổ về thôi nhá. 1m6, eo 70-68 đi, eo số 8 cho thoải mái nha. Eo em này 68 cho thoải mái. Chị nào ơn em này chốt liền cho em mã của nó là mã số 9. Mã số 9 kèm màu cho em, mã 9 màu nu và mã 9 màu trắng giúp em nha. 9 nu và 9 trắng nha mấy chị, 9 nu và 9 trắng giúp em. Đây, 9 nu và 9 trắng, cực kỳ xinh luôn. Rồi 9 nu và 9 trắng giúp em nha mấy chị nha. 9 nu và 9 trắng ha, cực kỳ cưng luôn nha mấy chị. Rồi mã 9 giúp em nha, rồi 9 đẹp quá. 9 là yêu, 68 độ về, tầm size M sẽ 1m6 khoảng 48 cân, 48 cân mét 6, 1m55 khoảng 44 cân độ về. Rồi chị nào lấy chút liền cho em. Mà chị 150k. Cái trắng của Nguyễn Ngọc này em bao nhiêu vậy? Dạ. Em bao nhiêu vậy? Cái Nguyễn Ngọc hả? Con này bao nhiêu vậy? Em còn chả biết nữa. Cái đó yêu của nó 70-75. 76 thì bé Ngọc mặc vừa. Bé Ngọc lấy cái này đi. Bé Ngọc lấy số 9 đi. Đổi số 9 này, số 9 đẹp. Số 9 này, số 9 kiểu giống như là cái đó luôn. Số 4 Nguyễn Ngọc bị rồng rồi. Số 4 Nguyễn Ngọc bị rồng rồi, em đổi cho chế khác nhé. Số 4 Nguyễn Ngọc bị rồng đổi cho chị khác nha. Số 4 nè. Số 4 em nhường nha. Số 4 em nhường cho chế comment sau nha. Số 4 em nhường cho chế comment sau nè. Rồi chế... Ủa, người đoạn này nhanh quá. Em chốt đi em, chốt cho em ăn đi. Ủa? Chốt cho ai? Là sao? Số 4 cho chị Man Man này, đuôi 0-4010 này. Chế Man Man cho em xin thêm địa chỉ, tên và địa chỉ nha chị ơi. Số 9. 9 em chú 9 nha. Mà số 9 em, 9 trắng. 9 trắng em chú 9 trắng này. Chị Huỳnh Ngọc ơi. Chị Huỳnh Ngọc khách mới đúng không? 9 trắng. Em chốt cho chị... Khó nhờ chị Huỳnh Ngọc. Chị Huỳnh Ngọc 0377500660 cho em địa chỉ trong vòng 2 phút này Huỳnh Ngọc ơi. Trong vòng 2 phút chưa có địa chỉ em chốt cho người khác nha. Em nhường cho người khác. Rồi 9 trắng cho Huỳnh Ngọc. 9 trắng chốt cho Huỳnh Ngọc nè. Huỳnh Ngọc cho em địa chỉ cho Huỳnh Ngọc ơi. 9 trắng cho Huỳnh Ngọc 150k nha. Huỳnh Ngọc, ví dụ Huỳnh Ngọc cho em. Huỳnh Ngọc 150k. Rồi 9 nu chốt 9 nu nha. 9 nu cho Thiên Hương này. 9 nu cho Thiên Hương. Thiên Hương 6675 này. Thiên Hương cho anh xin thêm địa chỉ nha em ơi. 9 nu cho Thiên Hương luôn. Cái đó Bình Ngọc. Bình Ngọc. Thiên Hương. Thiên Hương cho em địa chỉ luôn Thiên Hương ơi. Ủa vậy hai người đều khách mới luôn hả? Đúng. Bình Ngọc với Thiên Hương. Thiên Hương cho em địa chỉ trong vòng 2 phút luôn. Hai người khách mới luôn nha. Rồi body hả mấy chị ha? Body chốc. Chốc cực đẹp mấy chị. Chốc poly cao cấp nha. Thì xinh luôn. Body thì hoa cực xinh. Trời ơi, hoa này đẹp quá không? Hoa quá xinh luôn mấy chị. Quá đẹp ha. Như mua đồ vậy. Rất là xinh ha.
Đây em đo hiệu nha. Em body này em cũng đóng 74, co giãn được tới 76 mấy chị ha. Eo 74 co giãn được tới 76 mấy chị ơi, xe ra chim giúp em với. Eo 74 co giãn tới 76, 38 hồng nếu Hiền không lấy để chị nha. 38 hồng hả? Rồi, chị nào lấy mẫu này giúp Hiền cho em mã của nó là mã số 88 đi, cho 88 cho em. Eo 74 co giãn tới 76. Man chưa được nu nha. Man không có nu nha. Man chốt cho Man là cái mã số 4 đó, 140k nha. Man để lại địa chỉ cho anh nha Man ơi. Rồi, chị nào ôm mẫu này 150k chốt mã 88 cho em nè. Mã 88 150k giúp em. Mã 88 150k. Mã 88 cho chị Thảo Hằng nè. 88 em chốt cho chị Thảo Hằng. 88 chốt cho chị Thảo Hằng ha. Nhiều lúc em không biết chị Thảo Hằng yêu bao nhiêu người đó. Chị Thảo Hằng eo eo cao su. Cao su hả? Cứ chơi chị không à. Rồi mẫu này có tay. Quá xinh đẹp có tay. Chị Thảo Hằng chốt thành chuẩn lắm. Cái nào tuần thì bằng được thôi. Rồi có tay luôn với chị, tay dài nha. Chị nào lấy mẫu này chốt mà tay dài cho em. Chốt hai chữ đi cho nó khó nha. Rồi chị chốt mà tay dài giúp em. Em 76. Em cũng muốn chốt cho chị Trúc Hằng lắm. Nhưng mà chị Trúc Hằng khách mới chưa có số điện thoại địa chỉ, em chưa chốt được này. Chế men cho em thêm địa chỉ nhá. Chế Thiên Hương có địa chỉ rồi này, cảm ơn chế nhá. Còn chế Huỳnh Ngọc cho em xin thêm địa chỉ luôn nhá. Chốt mà tay dài giúp em nhá. Tay dài. Chế hội sao lâu thế nhờ. Rồi mà tay dài giúp em. Không kịp thời gian rồi. Bây giờ chốt tay dài giúp em nhanh nha. Ok nhá, anh cũng ở quận 12 bên phường Tân Thế Hiệp nhá. Tay dài 150k. Chú xong lại anh inbox cho địa chỉ cho Thiên Hương nhá. Huỳnh Ngọc cái địa chỉ của em chưa? Wow, body đẹp quá. Body ngọc siêu đẹp mấy chị ơi, body ngọc siêu đẹp màu đỏ. Chị đã lấy body chốt mà rồi. Đúng mà body cho em luôn. Thấy địa chỉ của Huỳnh Ngọc rồi này, cảm ơn em nha. Đúng mà body cho em luôn nha mấy chị. Body này của nó tới 77 luôn. Body coi dặn em tới 77 chốt mà body cho em luôn. Body mấy chị ha. Body eo 77 đằng sau có xẻ tà luôn mấy chị ha, cực kỳ xinh. Đây có cũng cực kỳ dặn và có đính ngọc luôn. 77 150k cho mấy chị luôn. Mà 77 cho em 150k luôn. Mà 77 cho em điểm lên nhanh mấy chị nha. Để hết chờ mất tiêu rồi. Comment mà 77 cho em nha mấy chị. Mà 77 giúp em. Mà 77 150k giúp em nha. Mà 77. Rồi 77 giúp em luôn. Ủa nha. Nha không chốt hàng hả? Ủa anh chốt hàng rồi, ai bấm này cho em. Rồi em chốt nha, em bắt đầu chốt nha. Chốt tay dài, đi. Em chốt tay dài nha mấy chị. Tay dài, chốt tay dài trước nha. Tay dài em chốt cho chị. Gì đây, phán là mấy gì? Cho tay dài cho Bích Phương. Tay dài em chốt cho Bích Phương nha. Bích Phương số đuôi điện thoại là 084. Tay dài cho Bích Phương 084 cái màu trắng á. Tay dài màu trắng cho Bích Phương. Rồi cái body, body chốt mà body nha. Body em chốt cho chị Body cho chị Kỳ Phi đúng không? Kỳ Phi comment body ngọc bên đầu tiên này. Body cho Kỳ Phi. Body cho chế Kỳ Phi. Chế Loan Nguyễn và chế Trúc Hằng có địa chỉ số điện thoại đầy đủ bên em rồi. Chế cứ comment mã lên em chốt hàng cho nhá. Body chốt cho chị Kỳ Phi nhá. Body chốt cho Kỳ Phi. Body Long Phủ em còn một chiếc 150k. Mình lấy 160k mà. Mấy bán mấy kêu 160k mà. Quên đọc nhầm mã rồi, đọc nhầm giá rồi. Rồi hôm em CO 2 cái 150k cho mấy chị luôn, cho nó nhanh, cho nó nhanh gọn lẹ, tại vì còn nhiều chiếc cuối cùng thôi. Hồi này chế nào mà mua chiếc này với giá 160 em CO luôn 150 luôn. Hôm nay là CO banh nóc ha, CO banh nóc luôn nha, CO banh nóc cho mấy chị luôn nha. Đó, mua nhanh thắng, mua lẹ thắng, mua người ta gọi cái gì ta, mua đánh nhanh thắng nhanh hả? Mua nhanh bán nhanh luôn nha mấy chị. Rồi comment liền cho em nè, 76 body cho 76. Body cho 76 comment liền cho em mã số 80 150k luôn. Mà 80 150k cho em body Long Phủ ở phía dưới rất là xinh ha. Em này mắc nha mấy chị. Nhưng mà em sale luôn cho mấy chị bằng giá nha, sale luôn bằng giá. Rồi em cái 38 hồng rồi. Rồi, bài Hiền á hả? Cái 38 hồng hả? Gì á? Hiền cho Hiền tao luôn nha. Rồi, comment liền cho em. Rồi comment liền cho em mã này nha. Mã số 80. 80. 80 body Long Vũ. 80 body Long Vũ. Cái men men là cái mới hả? Men men chốt rồi. 80 cho chế Kỳ Phi à. 80 cho Kỳ Phi. 80 cho Kỳ Phi. Men men chỉ còn men sau rồi, mà men men cũng là khách cũ cho chị xuất hàng địa chỉ rồi. Có chế Loan Nguyên và chế Trúc Hằng có số điện thoại địa chỉ đầy đủ bên em rồi. Hai chế cứ chốt hàng nhé. Hai chế cứ comment mã lên em chốt cho nha chế nhá. 50 cho Kỳ Phi luôn ha.
Rồi mẫu Đưa này. cái thước lên dây đây coi. Mẫu bên vai xinh này hả mấy chị? Thì em đo lần cuối rồi. Thầy cái thước ngắn cho, cái thước Rồi mẫu này. Chị đâu mẫu này yêu của nó khoảng 72. Yêu khoảng 72 mấy chị nhá. 1m6 50 cân yêu 72. Chị nào lấy chút liền cho em mà của nó bên vai hả mấy chị? Gồm bên mặt trắng cho em đi, mặt trắng 150k. Đơn giản dễ thương đẹp cực kỳ. Bà kết cái hôm này rồi, bà kêu đôi eo cho bà ấy. Hai bà kia cái này chưa? Đây đây, yêu 72 khỏi đó, bằng nhau mà. Yêu 72 đổ về. Khác cái bà ơi. Yêu 72 đổ về, cầm bên mặt trắng cho em. Mặt trắng nhá. Mặt trắng cho chị Giang Rion này. Giang Rion mặt trắng này. Trắng với Giang Rion 150k này. Giống nhau nè, cái đó hồng cái này trắng. Ừ, em 72 đồ về thật. 72 đồ về. Ủa sao mà nó giống nhau, em lại cùng giống nhau ra. Tại sao nó giống nhau, em lại bằng nhau nhỉ? Kỳ quá ha. Rồi, cái gì, anh biết tên ghi tên giúp em á. Trời ơi, 68 mặc eo 72 là đẹp rồi. Trời ơi, 68 mặc eo 72 là giống tôi nè bà. Ôm xích nè bà. Nói, bà mà đầu mặc eo 72 thì chắc chết luôn. Cái này eo 72 nè, mặc ôm xích luôn. Khó thở muốn chết. Rồi tiếp nha mấy chị phải dành cái phần cái đồ gọi là cái đồ dư ra để mình ngồi xuống á, cái bụng mình nó phì mở ra mấy chị đó. À, không thôi là chịu không có nổi đâu. Eo 68 mặc cái đầm, mặc cái đầm eo 72 nè mấy chị nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Ủa cái này có tên rồi nè, có tên rồi mà. Rồi một body này nha mấy chị, cái body eo 76, body eo 76 một trăm eo 72 đổ lại nhé Hiền ơi. 1m6 54 cân đổ về. Comment liền cho em mã của nó là mã số 21. 21 cho em 1m6 54 cân đổ về 140. 21 140 nhé. 21 140, mẫu này hơi dơ bụi một chút xíu 140. Thì nó lấy comment mã 21 cho em 140. Body 140 mã 21. Mã 21 cho em ha, số 21 cho em. Mặc lên là tự động nó ôm một người à, rộng rộng một chút là nó cũng ôm vừa à. Mã 21. Chốt 21 cho em, bà không mặc lấy, bà không lấy cho chị gì ta? Chị Thôi. Ai không mặc đâu. Bà đang bận con gì á? Ai đâu, không có ai đâu. Ai đâu. Chị gì đâu có ai đâu. Không có ai đâu. Bận con thì chốt cho chị anh chúng ta này không đâu. Không có ai hết á. Rồi màu đen. Cái đen này mặc thử cho chị coi ha. Mã số 21 cho men 010 là chế Phương. Phương Aguila chưa khách mới, không có số điện thoại thì chị em chưa chốt được nha. Chị nào khách mới á, comment mã số kèm số điện thoại em mới chốt được nha chị ơi. Rồi mẫu này, em lên tiếp đi mấy chị. Trời ơi, còn mấy cái đầm đẹp lắm. Còn ít thôi mấy chị ơi, trời ơi, mẫu này xinh thế. Mẫu này xinh quá. Quá xinh quá bà xinh luôn. Bà nói đôi em dùm bà để bà biết thôi chứ bà không có nhường ai hết, được chưa? Rồi mẫu này nha, không tài tử đâu bà không thích thì để em nhường. Rồi màu này mấy chị ơi. Cái nữa chốt thêm cho bà ấy được cả tốt. Cưng là cưng. Đẹp hay là đẹp nhé. Có chốt thêm được cái nữa không? Có. Lấy bao nhiêu cái? Giang Dion. Yêu 74. Comment mã đen cho em yêu 74 nhé. Thấy Phương Sky mà. Thấy siêu Phương Sky nhá. Thấy Phương Sky nhá. Comment mã đen cho em. Phương Sky. Ưng máy nào comment nó lên cho anh nhá. Thấy chốt đi cho Phương Sky nhá. Nhìn. Mã đen yêu 74. Mà đen như 74 nha mấy chị. Chốt mà đen giúp Giang Dion không thấy nè. Thấy chế Phương Ariela và chế Hiền. Chế men thôi. Má 70 hả? Mà đen eo 74. Má đen eo 74 nè. Má đen cho chế Loan Nguyên nè. Má đen cho chế Loan Nguyên nha. Loan Nguyên chứ thầy đuôi 212 nè. Chế nó lấy đỏ. Chốt mà đỏ cho em luôn. Thấy Lê Tuyền nha. Mà đỏ. Comment mà đỏ giúp em. 1m6 54 cân đổ về eo 76. Loan Nguyên. Đuôi 3212. Eo 76. 50k. Eo 76 77. 77 bông cho em được luôn. Tranh thủ mấy chị ơi, tranh thủ sao hết đầm rồi, em hết đầm rồi. Chốt mà đỏ nha, em xuống mà đỏ. Mà đỏ 155k. Lấy mà đỏ chứ mà đỏ cho em 155k. Mà đỏ cho chế Loan Nguyên luôn này. Mà đỏ 155 cho Loan Nguyên. Thêm cái đỏ này nha. Chị nào lấy cái đỏ này 150k. Comment cho em mà đỏ 2. Má đỏ 155k cho chế Loan Nguyên nha. Đỏ 2 này, đỏ 2 này. Đỏ 2 yêu 75. Rồi sắp hết rồi, sắp hết rồi. Đỏ 2 yêu 75, comment đỏ 2 giúp em. Đỏ 2 150k yêu 75. Comment đỏ 2. Đỏ 2. Comment mà đỏ 2 giúp em. Đỏ 2 nha. Đỏ 2 bao nhiêu? Coi vào xe lên trên giúp em 150k. Đỏ 2 150k này.
Đỏ 2 này, chị nào lấy đỏ 2 comment đỏ 2 cho em này. Xe la chim giúp em nha mấy chị ơi, xe la chim giúp em nha. Đỏ 2 nha bao nhiêu em? Đỏ 2 nha 70 nha, 75. Nha 74, 75 gì đấy. 74, 75 bao nhiêu được. Đỏ 2, đỏ 2 cho trẻ Hương, Hương Nguyễn đuôi 72302 này. 150k nha chế ơi. Rồi mẫu này 145k. Mẫu này 145k. Eo 74. Chị nào lấy chốt liền cho em mã của nó, mã số 44. Chốt mã 44 cho em. Ủa, nhờ này mới đọc 44 xong. Cho chị thêm cái nào có tay nữa. Không biết, không có cái nào hết cái tay rồi. Em hết có tay rồi chưa? Sao giọng em khàn vậy? Uống nước đi. Mã 44 giúp em. Đây. Chốt mã 44 giúp em nha. Bông bông có quần, bông bông có quần, bông bông có quần luôn nha mấy chị. Chị nào lấy bông bông chứ mà bông bông có quần. Mai bốn, mai bốn bốn, bốn bốn có quần nha. Bốn bốn có quần này. 44. Nguyễn là ai vậy? Hồng Nguyễn có địa chỉ chưa? Hồng Nguyễn cái cù hả? Hồng Nguyễn có địa chỉ đấy hả? Hồng Nguyễn cái cù hả? Ok dùm em nha. Hết body, hết hết đầm mấy chị ơi, còn hai chiếc à. 44 cho chị Hồng Nguyễn chứ thầy đưa 178 nè. 44 cho Hồng Nguyễn luôn, em hết rồi mấy chị ơi, còn hai chiếc đầm thôi. Chỉ còn hai cái đầm lấy mấy đầm công chúa nha. Ở đâu còn mà? Body đen cho chế Hương Trần nè. Eo 74 mấy chị ơi. Body đen cho chế Hương Trần nè. Eo 74 cho Hương Trần. Body đen eo 74 cho Hương Trần. Hương Trần luôn nè. Không chào luôn hết đúng không em? Dạ dạ đúng rồi. Mấy chị ơi xe like giúp em đi mấy chị. Xe like nhiệt tình nha. Rồi mẫu này luôn. Mẫu này 100. Mẫu này 140 mấy chị ơi. Mẫu này 140. Tầng rất là đẹp 140 nha. Eo 76 có dây cục eo nha mấy chị. Eo 76 có dây cục eo luôn. Eo 76 đổ về. Chị nào lấy cái tầng này comment 140, comment mã 140 cho em nha, mã 140. Mã 140. Mã 140, mã 140 nè. Eo 76. Mã 140 eo 76 nha mấy chị ơi. Mã 140 eo 76 này cái cuối như cùng nha. Có quần luôn sao á? Có quần luôn, đúng có quần luôn. Cái dạng đầm dung nha mấy chị, có quần luôn. Mã 140 eo 76 nha. 140 eo 76 giúp em. Mã 140 cho chế Phương Angela số điện thoại đuôi 584 này. Chế cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chế ơi. Chế em xin địa chỉ luôn nha chế ơi. Đầm tiết đồng đầm luôn hả? Chế Phương 50kg cao 1m62. Vừa nha chị Phương Angela nha. Rồi mẫu này, mẫu này eo của nó 76. Cái đầu eo to hơn. Thế thả tính chọn mấy cái. Tiếp tục lên mỗi đầm tiếp này. Eo 76 nha mấy chị nhá. Trời ơi chị nó chờ, nó đứng ngoài cửa trước khi hàng về luôn rồi. Về là nó tranh thủ nó hốt hốt một cục cục cục. Eo 76 rồi. Chị nào lấy mẫu này chốt liền cho em mã của nó, mã số 2. Giá 140. Mã số 2 140. Chị nào lấy số 2 chốt số 2 cho em 140. Eo 76. Eo 76 140 nha. Chị nào lấy số 2 chốt số 2 cho em nè. Mã số 2. Mã 2 giúp em. Mã 2. Mã số 2. Số 2 cho em, mã số 2 150k hả? Dạ, 140. Mã số 2 140k nè. Chốt số 2 giúp em. Mã số 2. Ok này, chế Phương AI có địa chỉ này. Mã số 2. Mã số 2 cho Loan Nguyễn này. Mã 2 cho Loan Nguyễn. Mã em cầm nha mấy chị ơi, mã số 3. Chế nào khách mới mà chốt được hàng với em nhiều mai phải cầu cạnh em mới cho đi hàng được nha chế mã ơi. Mã số 3 yêu 76. 1m6 54 cân đổ về. Chốt cho em mã số 3. Mã số 3 140. Mã số 3 140. Mã số 3 140 này. Mã số 3 140k này. Chốt mã số 3 cho em. Mã số 3 hiện hai cái là sao? Mã số 3 hiện được hai cái. Được cái. À. Chị nào lấy số 3 chốt số 3 cho em nha. Số 3 cho Ngọc Mai 347 này. Số 3 cho Ngọc Mai. Mẫu này 140. Chị nào lấy có muốn cực dày dặn à, đuôi tôm dài luôn mấy chị. Đuôi tôm dài nha, rất là dài luôn. 140. Chị nào lấy à, yêu em này đo đi.
Thôi chị em hôm này đo đi, đây. Đây. Cái thước này đo cho nó gọn. Đo em này. Rồi đo nha. Anh cầm cái này em đo cái quăng lên cho em. Rồi em là eo 74. Cầm nó xong cái em đo quăng lên cho em. Không em mà mất. Eo 74 comment cho em số 5. Số 5 không? Ừ. Mã số 5 cho em. Mã số 5 bao nhiêu? Dài đuôi tôm. Ở 140. 140 hả? Mã số 5 140. Mã số 5 140 nè. Comment số 5 cho em. Eo 74 luôn nè. Mã số 5 nha. Lấy số 5 chốt số 5 lên cho em nha mấy chị ơi, chốt mã số 5 nha. Số 5 này, số 5 140 eo 74 đây. Số 5 zooming đến 3 số 5 luôn về em ghê vậy. Mời đây coi chốt cái số 5 không vậy. À chị Trúc Hằng hồi nãy chưa có cái số 4 ở đây đâu nha. Chị Trúc Hằng chưa chốt được cái nào nhé. Mà có số điện thoại địa chỉ rồi. Quá là xinh. Cứ chốt là chốt mã lên là em chốt liền nha. Quá xinh đẹp luôn mấy chị ơi, quá xinh đẹp luôn. Chị đã ôm màu này mà thắt lịch là em quay cái lưng vậy. Thắt lịch là đẹp cực kỳ ha. Thắt lịch là vô cùng xinh luôn. Mấy chị xa la chim lên giúp em đi mấy chị. Mai đi hàng có kịp chủ nhật đi đám không? Mai thứ 6 rồi bà ơi, sao mà kịp? Qua lấy đi. Eo 74 luôn ha. Rồi, chị đã ôm màu này. Giá 145. Comment cho em mã của nó là mã số 9. Mã số 9 145. Comment mã số 9 cho em. Eo 80 có không? Không có. Eo 80 em không có. Rồi comment số 9 cho em nha mấy chị, số 9. Số 9 cho em luôn, ai comment số 6 vậy? Số 9 bị ngược á mà. Phan Cẩm Tú comment số 6 hả? Số 9 nha mấy chị ơi, số 9 145 này. Số 9 là 145 nha. Số 9 cho Dung Minh Nguyễn nè. Số 9 này, chế nào lấy số 9 nữa, comment số 9 lên cho em nha. Số 9 còn nhiều nè. Hoa. Mã hoa số 9 cho chế Nhật Minh nè. Mã hoa 140. Chế nào lấy mã hoa, comment mã hoa giúp em. Mã hoa 140k nè. Mà sao cái này form này toàn eo 74 không à? Eo 74, nguyên 1 giây eo 74 hết. Nguyên 1 giây eo 74, 1m652 cân đổ về. Comment liền cho em mã số mấy? Mã hoa. Mã hoa. Mã hoa giúp em 140. Dài lắm. Cái này 1m6 là bao qua gối mấy chị ha. Đầm dài tùng xòe, 1m6 em bao qua gối luôn. Comment mã hoa 140 giúp em. Mã hoa 140. Mã hoa 140 giúp em. Ok hòa hảo nha. Chị Facebook Huỳnh Hường khách cũ nha. Chị Loan Nguyễn thì cái gì inbox cho em nha. Chị mã hoa, hoa Dung Minh Nguyễn nè. Và Dung Nguyễn hôm nay đúng là lấy chị này. Dung Minh Nguyễn lấy chị trước chị trước cầu cà trước chuyển khoản cầu chân nha. Mã hoa nha, mã hoa chị lấy hoa nữa không ạ? Hôm bữa Dung Minh Nguyễn chuyển khoản em chưa trừ mà. Còn hả? Còn 500k chưa trừ. Ok ok. Rồi mẫu này nhé. Chị đã ôm mẫu này, chốt liền cho em để phong dài với chị ha. Phong thấy Lê Thị Kiều Thanh nha. Phong dài nhắm chị ơi. Rất là xinh nha. Cực kỳ đẹp. Đây 150k. Chị nào lấy chốt liền cho em mã của nó dài nha mấy chị. Phong dài đẹp lắm. Muốn cực dài ơi, muốn mua kem dưỡng trắng nha chị ạ. Kem dưỡng trắng giống em hả? Mua cho em. Comment cho em là body và face ha. Comment body đi. Nếu mà không có điều kiện thì comment face đêm với body đêm. Hốt cặp về, hốt bộ về xài hết chứ ha. Cái Ngọc cũng mua kem dưỡng trắng nhanh. Dưỡng trắng nhanh. Tắm trắng. Có đầm eo 78 không? Tuần nào cũng tắm cho em. Chỉ như luôn là hôm nay em không có đầm eo 78 rồi chế ơi. Rồi chế nào màu này eo 76. Comment liền cho em là số 12 đi. Comment mã 12 cho em. Mã 12 150k. Mã 12 150k eo 76 nè. Comment mã 12 giúp em. Mã 12 nhé. Mã 12 eo 76 đổi về. Comment mã 12 giúp em. Có màu trắng không vậy? Mã 12 không có màu trắng. Có màu chiếc thôi. Em chỉ còn một chiếc thôi nha. Mã 12 nè, 12 cho Dung Minh Nguyễn nữa nè. Mẫu này nhé, màu xanh. Chị nào lấy cái xanh này comment liền cho em. Mẫu này giá của nó là 140 nha mấy chị ơi, giá 140 ha. Cái này mặc đi làm đẹp lắm nha, 140. Chị nào ơi, mẫu này chốt liền cho em mà 28. Mà 28 cho em, eo 74. 1m6 khoảng 54 cân đổ về eo 74 nha. Chốt mà 28 cho em body nha mấy chị. Body màu rêu ha, rất là dễ thương luôn. Mã 20 mã 20 mã 28. Mã 28 eo 74 nè. Mã 28 eo 74 15 á. 140k đúng không? 140k. Chốt mà 28 giúp em. Rồi, lên đầm cao cấp, lên đầm Hồng Kông. Đấy hết đầm. Lên cái đầm cuối cùng ra hết. Em lên đầm xếp Hồng Kông nha mấy chị. Bán cái của chị mặc đi. Cái mặc rồi. Em mặc bán rồi con Sky ơi. Xe bông lê phải không? Ừ xe bông, không phải thế nào á. Xe bông lê với ai? Xe bông lê không? Có hai người chốt đầu tiên không biết cái nào lấy được. Không phải xe bông lê. Anh nhớ là xe bông lê á. Không chỉ nào mát tay á.
Hoàng Tâm là chỗ khác. À, Hoàng Tâm chỗ khác. Rồi như xe mô lê hay sao? Tôi bán 50 còn lên đúng rồi, đúng rồi, xe mô lê, xe mô lê. Rồi bây giờ em sẽ lên đầm Hồng Kông cao cấp với chị ha. Mấy giờ rồi? 11 giờ kém 5 rồi. Mấy chị ơi, xe live stream giúp em đi. Eo tôi ngoài cỡ. Mấy chị ơi, xe live stream giúp em đi mấy chị. Tại đấy, em xe đen khó trắng ít. Mấy chị xe live stream giúp em đi, em lên đầm xếp Hồng Kông cao cấp cho. Xe đen khó trắng. Da đen khó trắng mình xài liên tục đi, tắm trắng tuần 2 3 lần cũng được, tắm tới đi em. Ai ai da đen khó trắng? Nguyễn Ngọc nói, Ngọc hả? Nguyễn Ngọc nói bà chị em. À, bà Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc tư vấn cho chị xài tắm trắng đi, tại tắm trắng tiết kiệm lắm. Tắm trắng là tắm trắng với body ha, xài tắm trắng kèm với body. Tắm trắng là một tuần á là mình tắm một lần, một gói là có tới 2 lần, được 2 lần tắm lần là 2 gói á, một hộp có 2 gói là tắm được 2 tuần ha. Thì giờ cũng tiết kiệm. Tuần nếu mà muốn tắm trắng nhanh thì tắm một tuần 2-3 lần cũng được. Xong rồi tắm sau sau khi tắm xong rồi là chế bô body lên. Chứ dù khoảng chừng tắm trắng nhanh khoảng chừng sau một tuần là bật tông rồi, 2 tuần là da bắt đầu bật tông trắng lên rồi ha. Da đen bẩm sinh. Dạ, da đen bẩm sinh là cũng trắng luôn. Nếu mà chịu khó tắm trắng lấy xài body ha. Cái tắm trắng này không có bị mòn da, không có bị mỏng da, mới yên tâm đi, tại vì da em vẫn tắm trắng thường xuyên ha. Vẫn thường xuyên tắm trắng. Chị ơi, ơi đồ hai cái đầm của em cho em với. À đo hai cái đầm của em cho em với. Ủa bây giờ bây giờ đo rồi mà còn đo hoài bà. Bà mặc vừa hết, đừng có lều xèo nha. Lều xèo tôi bán cho người khác nha bà. Rồi bà, em lên nha. Bà Hiền là một cái eo 72, một cái eo 74, 76 gì đó thì phải. Rồi lên tiếp nha, lên tiếp nha. Bà Hiền là một cái eo 72, một cái eo 74 nha. Rồi em lên đầm Hồng Kông, đầm xếp Hồng Kông cao cấp với chị ha. Tâm trắng là 109 một hộp. Gồm 2 gói, tắm 2 lần, 2 tuần đó. 1 tuần 1 lần là tắm 2 tuần hả? Rồi em lên lên đầm xét Hồng Kông cao cấp. Mấy chị có ai ghim giúp em không? Mà có gì bị dị ứng? Không 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 có dị ứng Nguyễn Ngọc ơi. Nguyễn Ngọc có xài kem bên chế rồi đó. Thì biết ha, dòng kem Twinny nó không có bị dị ứng. Nó chống dị ứng da. Đo cái đầu thôi. Ok. Rồi bộ này em lên đầm xét Quảng Châu mấy chị ha, cao cấp nha. Rồi màu này cho em khỏi ghim giá quá. Cho mấy màu này khỏi ghim giá đi, lấy cái này đọc giá cái đó nha. Thì bà, sao bà Huyền bởi vì sẽ chết. Bà Huyền bởi vì sẽ chết cho hai chế kia ngồi cụ đứng khủng bố không à. À vậy hả? Đứng khủng bố hả? Rồi có cái nào mà mắc vừa không hả? Chế Hồng Thu với chế Hải Trần đứng bên cạnh khủng bố. Rồi size em này nha mấy chị. Size này size L tầm mấy 6-55 cân đủ về ha. Set này là mấy 6-55-56 cân đủ về ok. Mình rồi. Mình nhận được sữa tắm và toner rồi. Ok chị Lê Ngọc Lan nha. Dùng thử đi nha chị nha, dùng thử sữa tắm với em nha. Bao thơm, bao đẹp rồi mấy chị luôn đó. Rồi, thơm lắm, đẹp lắm, tắm sướng lắm. Rồi cái này ha mấy chị. Cái này làm gì ta? Cái này chóc cơ đúng không ta? Ừ, như chóc cơ á. Ừ, chung cái này chóc cơ cổ. Đúng rồi, chóc cơ cổ tại có cái cục ngọc trai kìa, không phải băng đô nữa đâu em nhá. Màu này, xít này nha của chị. Em đi không chưa? Phải nha ơi. Hàng của Hiền y rồi nha. Cái này là tay, cổ tay. Cổ tay, cổ tay, lồng của cổ tay nha mấy chị. Ừ. Đây, okay. Có hai cái là lồng. Rồi biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Mấy chị làm băng đô, mấy chị làm chóc cơ cũng được luôn á. Hàng của mấy chế hôm nay gọi điện là đi hết rồi nha. Còn mấy chế em sẽ chốt hàng ngày mai. Ngày mai em sẽ chốt hàng đi một lần nữa nhé. Còn chế này. Rồi chế nào ở cái set này? Chủ nhật. Set này hàng em báo trước là set này hàng cao cấp nha. Trong quán thì có cùng luôn. Trời xuống lại. Vậy chủ nhật nghe lấy nhá. Đơn hôm nay chúng ta tới chủ nhật nhá. Còn đơn hồi sáng là đi hết rồi đó. Nên đi trước gọi là đi hết rồi nha. Cái set này á mấy chị ơi, set này bây giờ là hàng Hồng Kông nha mấy chị. Hàng Hồng Kông cao cấp á mấy chị. Đây, hàng này hàng cao cấp không mà giá của nó hơi cao hơn là đồ bình thường á. Tại hàng này đang cùng nó đang màu đen chứ nó không có xeo mà nó là hàng Hồng Kông nha mấy chị nhá. Rồi cái này một bộ em của nó tùy bộ ha mấy chị. Em lên bộ nào em đọc giá bộ đó nhá. Mấy chị xe live stream giúp em đi. Em lên bộ nào em đọc giá bộ đó nha mấy chị nhá. Xài toner rồi xài kem lên luôn được không ạ? Được, được chứ. Như ý không cần rửa lại mặt nha. Không xài, cần xài rửa lại toner, mặt đâu. Chùi toner qua mặt sạch quá là nó khô liền mà em. Mù cá mấy chế mà bị mù cá mù đầu đen á là toner nó cũng giúp cho da mấy chế là dễ lấy mù cá mù đầu đen lắm. Như da của em á là nó rất là bị ẩm á. Ở mù cám đầu đen vô á là nó sẽ lấy ra được hết luôn á. Chế bé Na Nguyên ơi, cho em số điện thoại địa chỉ em có chốt hàng cho bé Na Nguyên được nha. Rồi chị nói lấy bộ em đang mặc comment số 1 cho em đi. Mặc bộ em đang cầm comment số 1 cho em nhé. 1m6 55 cân đủ về, mã số 1, yêu khoảng 75 nha, yêu 75. Mã 1 yêu 75 giúp em, 75-76 á. 75-76 giúp em. Yêu 75-76 mã số 1. Ok, bé Na Nguyên có số điện thoại cho em địa chỉ luôn nha. Rồi, cho em địa chỉ luôn nha bé Na Nguyên.
Anh chốt cho bé 50 giùm em mặt số 1 đi. Bé 50 cho cái gì? Tôi hết chỗ không em mã đâu. Có mặt 1 ở trên đây nè. Lấy bù chị cầm kìa. Lấy bù chị cầm mà một cho bé Na Nguyên và một cho ai nào đây? Mà một cái ai bù nha. Thế nào lấy một trong một lên cho em luôn ha. Mã 1 cho bé Na Nguyên này, bé Na Nguyên cho anh xin thêm địa chỉ nha. Mã 1. Thôi nghỉ đi, bà bé Na Nguyên lấy size M. Size M đâu có, lấy size đó size L, L mà. Ờ, thôi bỏ nha. Bà quên chưa đọc giá này chứ, đau khổ ghê. Cái màu set đó là giá của nó là 101 á mấy chị ơi. Hàng một con á mấy chị ha, giá 101 nha. Giá 101 cho bé Na Nguyên rồi cái màu đầm này luôn. Đầm nhung nha mấy chị. Ai chế chế nào cho em dòng ghim đi. Đầm set đồng giá 101 nha. Màu lao. Không phải đâu mấy chị. Màu khác giá. Không đồng giá được. Rồi, cái dung này nha mấy chị, cái dung nhung nha, cực sang, cái dung này mấy chị mặc đi tiệc được luôn ha. Dung này mình mặc đi tiệc luôn nha mấy chị. Cực kỳ sang, có chất cơ luôn nha mấy chị. Sang lắm. Rồi em này yêu của nó 78 độ về luôn. Có dây chắc yêu luôn ha. Có dây chắc yêu luôn, đồng cô chú em hết rồi mấy chị. Chắc là lâu lâu em like lại á. Đồng cô chú lâu lâu em like lần sắp về body của cốc rồi nha. Em sắp về body của cốc. Rồi chị nói ông mẫu này, comment liền cho em này, giá của nó 125 mấy chị ơi. Cái dung nhung này giá 125 nha. Hàng có cốc mấy chị, hàng Hồng Kông nha. Thay đồ đi chị, được khỏi hỏi nữa. Rồi, chị nào lấy cái đầm chỗ nặng quá. Một cái nó nặng gần cả ký luôn á. Em vừa không để em ok Bích Phạm vừa. 125k cái đầm nhung cho Bích Phạm. Cho Bích Phạm nha. Mấy chị có biết em nổi tiếng bán rẻ đúng không? Đồng giá 101, không có đồng giá đâu chị ơi. Đầm thảo mặc, giá nhiêu đầm em mặc hết mất nhiêu rồi. Vậy chứ em phải thay ra rồi, mấy chị đợi em xíu thay đồ nha. Chẳng có thấy được chiều sâu. Bà à, sao biết vậy hả? Không phải bằng tụi em rồi. Tiếp nha mấy chị. Rồi cái này mấy chị bấm nút nha mấy chị ơi, về bấm nút. À cái này bấm sẵn rồi, để em cài vào. Đây là một cái yếm ha, yếm giá 125 nha em. Không, em mã một á chị. À em mã một hả? Mà một anh chú đi ăn, anh chú đi ăn. Bà biết phạm, bà lấy một một á. Bé Na Nguyên không có size M, em lấy size này size gì ta? Size đấy, size L. Bé Na Nguyên lấy size L, size L được không? Không được đâu, em M, L, L mặc được đâu. Ok vậy hả? Ok vậy thôi, chốt mà số 1 cho bé Bích Phạm này. Mà một cho Bích Phạm. Bao tiền? Mà một giá 101. 101 đúng không? Em đọc cái nào lên cái giá, cái nào đọc giá cái đấy trước đi. Rồi mẫu này, mẫu em đang cầm yếm nha mấy chị, yếm cao cấp nha, giá 125 nhé. Đây, chị nói yếm chút yếm cho em. Yếm nha mấy chị, yếm này tầm 50, 56 con đổ về, 57 con đổ về mang ok luôn, size L, XL mang nhé. Rồi cái này có đai cho nên chị nào size M mình bon chen cũng được mấy chị ha. Có đai là mấy chắc yêu nhé. Cho nên chị nào mà size M mình cũng bon chen được luôn. Rồi chị nói yếm chút mà yếm cho em 125k nhé. Bao nhiêu ký? Mà yếm 125k, 1m60 cân mang cũng vừa luôn á. 1m60 cân mang cũng vừa luôn nha mấy chị. Phi size nha mấy chị. 125k một cái này. Phi size 125k. Chốt mà yếm cho em. Yếm phi size. Yếm cho Thúy Diễm 738 này. Yếm cho Thúy Diễm. Yếm cho Thúy Diễm nhé. 125k nha em nhé. Thúy Diễm 125k ghi giá là dùm em nhé. Đầm đỏ lúc nãy mét bao nhiêu vừa? Đầm đỏ cho chị Hồng Nguyễn là eo 76. Của chị Hồng Nguyễn là 1m6 là khoảng 54 kg đổ lại mình mặc vừa nhá. 1m65 thì 56 kg nhá. Cái màu đầm baby doll này mấy chị mặc chung với một cái quần đùi cho em, với lại một cái áo được tặng kèm với một cái áo á, một cái áo 2 dây như thế này nha. Đây, một cái áo 2 dây bên trong và mặc chung với một cái quần đùi, sau đó mấy chị mặc ở bên ngoài một cái váy baby doll như thế này nhá. Rất là dễ thương luôn. Đó, rồi chị đọc ông mẫu này 120, chốt cho em mã của nó là mã số 2. Mã số 2 120 giúp em, đầm baby doll màu bí bông trên được. Mà chung với quần đùi hoặc quần váy giúp em nha. Em đi ngủ, đồ của tất cả chúng em để chủ nhật em lên lấy ạ. Có ai được mà tất cả chúng em ghê rồi. Rồi baby doll. Buổi tuần trước em nghe ban ngày em đi học. Đồ của Thúy Diễm có gì anh inbox cho nha, ok là anh gửi nha. Chốt số 2 cho em baby doll số 2. Chị Berlin cao cho số 2 cho em nha chị ơi. Số 2 cho 2 cho chị Berlin cao và Du Minh Nguyễn này. Em 1m50 46 kg vừa không má. Bao tiền? Vừa bà ơi, bao vừa cho bà. Bao tiền? Dạ dạ. Cái đó là
Dạ, cái đó là 1.2. 1.2. Em đọc giá trước đi, rồi em đọc em đọc giá luôn, em có nhớ đâu. Đúng rồi. Không mấy chị? Đọc giá mà anh Giang có nhớ đâu. Thôi, rồi mẫu này nhá. Mẫu này đen. Trời ơi, này gì? Có một cái đầm và một kiếm lúc nãy. Ok, Thuy Diễm nhé, để mai anh coi nhé. Mã số 2 cho chế Blink cao này. Cái này sang và mang luôn mấy chị. Mẫu này sang và mang mấy chị tới mặc đi làm được nha. Rồi chị nói ơn mẫu này. Mẫu này bé 654 cân đổ về. Chị nói ơn chốt liền cho em mà của nó là mã số 10 giúp em nha. Mã số 10 1654 cân đổ về 125k. 125k mã số 10, 1m6, 54 cân, 55 cân. Chốt liền mã số 10 cho em. Mã số 10 ghi giá cho em 125, ghi vô. Không quên á. 125. Mã số 10, 125k. Chốt mã 10 giúp em. Mã 10, 125k. Yếm rồi nha mấy chị. Nên yếm tiếp cho mấy chị. Hôm nay bánh nóc yếm với mấy chị ha. Đẹp quá đẹp. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy thật. Hôm nay bánh nóc yếm với mấy chị luôn. Xinh cực kỳ luôn. Diễm Caro. Mã số 10 125k này. Ồ, cao lót trong mà nó cũng xinh. Mã số 10 cho Diễm Phạm Kiều này. Diễm Phạm Kiều mã số 10. Rồi, Diễm Caro này chị nó lấy chốt mà Diễm cho em. Diễm cái màu. Diễm này là màu thôi chốt khác màu đi, khác màu mà khác nhau đi. Rồi chốt mà Diễm cho em cái này Diễm. Trời này đẹp quá 125k. Em ở quận 12. Rồi đây chân luôn. Em ở quận 12 Sài Gòn nhá. Em ở quận 12 Sài Gòn này. 1m6 54 cân 55 cân đổ về. Chốt mã Diễm cho em. Mã Diễm. Bao nhiêu? Mã yếm 125. Mã yếm 125k này. Trời, hàng chị. Hàng này là hàng Hồng Kông bao chất luôn nhé, hàng Quảng Châu không bằng nhé. Hồng Kông là loại 1. Nói chung là Hồng Kông là xịn hơn Quảng Châu, cao cấp hơn Quảng Châu một xíu. Rồi, mẫu này chị nào lấy cái yếm này. Size L, 1m654 cân luôn. Comment liền cho em mã của nó là mã số 6. Trời ơi này đẹp quá. Bao tiền? Mã số 6 125k quá đẹp. Mã số 6 cho em luôn. Trời đẹp quá đi. Mã số 6 cho em 125k. Mà lắc quá. Mà lắc quá hả? 47kg 1m5 mà yếm vừa không? Vừa chứ em. Yếm má ơi. Lát chết đi múc mình nhé hả? Nguyễn Thị Thu Thủy ok. Mã số 4 là gì? Không, không có số 4 đó, chắc chị nhắc nhầm á. Mã số mà gì? Mã số 9. Mã số 6. Mã số 6 hả? Dạ. Số 6. Chị nào lấy số 6, chốt số 6 cho em size L, 1m6, 54 cân đổ về. Comment số 6 cho em. Mã số 6 này. Số 6, 54 cân đổ về, comment số 6 cho em. Giờ Dung Minh Nguyễn comment lại số 6. Số 6 cho Dung Minh Nguyễn này. Chị nào lấy số 6 nào mà. Số 6 cho chị. Số 6 cho Su Lovely này. Su Lovely luôn. Wow. Cái set này đẹp thế. Wow. Trời ơi, biết gì ơi, cái set này dễ thương quá à. 125k nha em ơi. Quá cưng luôn. Set này quá cưng luôn. Có dây thắt luôn mấy chị ơi. Dây thắt đang giống như dây dời ở cái đây này, rất là dễ thương nha. Ủa, thanh trước đang trước ngực hả? Không, cái này nghe eo, nghe eo. Size M. Size M mét 6 khoảng 48 cân. Ủa, sao lại nghe eo được? 46 50 cân. Hai dây hai bên rồi sao lại nghe eo được? Đang dây như đây nè. Đang á. Ủa, đang thì... chú có chéo lại cái dây dời á. Ủa thì nó ở trước ngực. Ngực như đây nè, ngực đây nè, còn đây là eo mà. À, nó ở dưới hông. Ở dưới hông á. À. Yêu á. Đây. Rồi. Quá xinh luôn, quá đẹp. Ủa là sao? Vậy nè, tại cái này nó mỏng nè mấy chế. Anh Giang không biết thôi, thôi Giang đừng có hỏi nhiều. Đây. Anh Giang đã không biết rồi còn hỏi nhiều chứ. Nhức đầu. Rồi nha mấy chế ơi, chị nào lấy cái yếm này. Chị nào lấy cái đồng này, chốt liền cho em mã của nó là mã số 13. Mã 13 giá 130k. Chị nào lấy 13, chốt 13 cho em size M 1m6 50 cân. Eo của em này khoảng 4. Eo em này là khoảng 70 nha mấy chị, 70 đổ về. Chị đã lấy chốt liền cho em mã 13. Giá là 130k. Comment mã 13 cho em, quá xuất sắc. 13 xuất sắc cực kỳ. Mã 13 eo 70 đổ về này 130k nha mấy chị. Chốt mã 13 giúp em. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình hôm nay em săn toàn hàng hot cho mấy chị không à. Mấy chị mà không chốt nhanh là xỉ em chốt hết nha, xỉ em bán shop đồ á. Chốt trời ơi, chốt giả mang luôn á. Xỉ em chốt giả mang luôn mấy chị. Mấy chị mà chốt chậm là thua xỉ em hết. Và chị chốt hết. Mã 13 cho chị Hoàng Nguyễn, số điện thoại đuôi 079 này. 13 cho Hoàng Nguyễn 130k. Trời ơi xinh quá, mẫu này xinh quá. Có chóc cơ luôn. Trời ơi đẹp quá đi, size L mấy chị nhé. Trời ơi xinh quá xinh quá. Tầm đến 6 54 cân đổ về nhé. Wow, mẫu này có hai màu luôn đó nha. Mẫu này có một màu đen nữa. Vậy đúng hả? Rồi như vậy ha mấy chị. Vẻ quá không? Okay. Rồi size L, mét 654 cân đổ về cái quần tây như thế này nha. Cực kỳ xinh. Đây, dài, ống ôm, váy em áo.
có chóp cơ, hai bên tay có thêu rất là đẹp. Rồi cái này đi làm là cực chốc nha mấy chị, đi chơi cực chốc, đi lễ đi tiệc cũng được luôn. Chị nào ưng mẫu này chốt liền cho em mã set cho em, mã set 125. Cái này quá à. Hết bên hay sao á? Chốt mã set cho em nha, mã set xuống set. Rút ra đi. Nói tiếng kia đi. Không nói nổi. Khỏi loa luôn ha. Chốt mã set cho em. Bao nhiêu? Mã set 125k. Ok chị Diễm Phạm Kiều nha, cảm ơn chị nha. Mã set 125k này thấy như một giấc mơ nha. Mã set 125k cho em set thiết kế. Rồi em lên tiếp nha mấy chị ơi. Cái set reo này chị nào lấy chốt mã reo cho em 120k. Set reo 120k cho em. Set Hồng Kông nha mấy chị. Rồi. Set Hồng Kông nha mấy chị ơi. To hơn rồi đúng không? Em nói bình thường dòng còn to hơn, đừng có rướn lên như vậy. Để anh nói cho, nó bình thường thôi. Ok. Thấy chị như một giấc mơ. Bên chị xì sao? Mã xét. Bên chị xì sao vậy chị? Em xì là em xì lô nha chị ơi. Xì lửa like là em bớt chị được 5-10k tùy số lượng nha chị nha. Xét luôn. Rồi reo. Chị Nguyệt Trần lấy xét, xét màu đỏ đúng không chị? Đúng rồi, set 125 á. Set 125 này. Set reo cho chị nhóc Linh Lưu nè. Size M nhóc Linh Lưu mặc vừa nè. Đúng rồi, em nói bình thường vậy thôi. 120k cho nhóc Linh Lưu. To hơn đúng không? Set reo 120k cho chị nhóc Linh Lưu nè. Set 125 màu đỏ và quần tây cho chị Nguyệt Trần nhá. Chị Nguyệt Trần đuôi 6565 này. 120k cho nhóc Linh Lưu. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, set đẹp lắm, set Hồng Kông nha mấy chị. Như vậy thôi. Nghe được đúng không? Nghe tốt luôn đi. Để nó mất quen á. Nó mất nó căng thẳng trong họng á. Rồi, cái đầm này ha mấy chị ha. Cái đầm này như có hai màu. Đầm này em có hai màu nha mấy chị. Chỉ còn mã 13 không? Mã 13 em hết rồi, 13 là gì anh? Hết rồi, biết là vậy là được. Mã 13 em hết rồi chị ơi. Màu này nha mấy chị ơi, đầm này siêu đẹp, cái vải của nó lạ lắm. Mấy chị sẽ chưa gặp bao giờ nha mấy chị nha. Công chúa. Tại vì đầm này đầm Hồng Kông á. Đến nhà rồi xỉ được không? Không không chị ơi, chị lựa xỉ trên live thôi, không có cho tới nhà chị nha. Còn tới nhà chị tới nhà là nhận đồ với lại tới nhà nhận hàng thôi. Rồi màu này nha mấy chị ơi, vải cực chất, vải này mấy chị chưa có mặc lần, chưa có được mặc cái màu loại vải này lần nào luôn á. Loại vải này lạ mà đẹp cực kỳ ha. Tại vì hàng này hàng Hồng Kông có cấp á mấy chị. Đó. Màu này 120, chị nào lấy màu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 30. 30 em có hai màu là nâu và đen nhá. Mà 30 có hai màu nâu và đen. Hàng màu Hồng Kông cao cấp 120 nè, mã 30 nè. Màu này 30 có hai màu nâu và đen nè, 120k 120k nha mấy chị ơi. Chị nghe em hay lấy về bán shop nha mấy chị nha, bán shop thôi. Hàng này bán shop không à. Rồi, chị nào ưng màu này chốt liền cho em mã bao nhiêu? Mã 20 hả? Không không, anh đọc lại, anh đọc tiếp vậy được. Anh đọc rồi, lấy comment lên đi nè. Nhưng mà cái gì đó. Công chúa còn không em? Công chúa em hết rồi chị ơi. Công chúa hết rồi nha. Công chúa em hết rồi nha chị Nguyễn Tuyền ơi. Thế nào lấy cái mã vừa rồi comment lên mã lên cho em, kèo màu cho em nhé. Có màu nâu và màu đen 120k nhá. Mã gì? Quên mã rồi. Anh đọc mã rồi mà quên rồi. Anh đọc quên luôn rồi hả? Ừ. Mã gì nhá. Thôi, mấy chị nghe thấy comment đây là anh đâu đi. thấy comment mã đây nè. Ra màu này thì nó ưng cái đầm này comment lên liền cho em nha. Comment mà 40 cho em, hình như màu này mà 30 sao. Rồi comment mà 40 cho em nè, đầm lót bên trong là chất cô tông luôn nha mấy chị. Comment ngoài là bi đầm bi lưới nè, đó tay này mấy chị. Rồi đuôi là đuôi cá xòe ha, rất là dễ thương luôn. Chị nào lấy cái bi đỏ này comment mà 40 cho em. Mà 40 là 1m6 khoảng 54 cân đổ về. Mà 40 mét 6 54 cân đổ về, chị nó lấy 40 chốt mà 40 cho em. Mà 40 120. Chốt mà 40 120 cho em này. Mà 40 120 này. Thế chị trên live bên chị sao ạ? À, bằng giá lẻ trừ 5-10k tùy mẫu nhá. Tùy số lượng. Tùy số lượng và tùy mẫu chị nhá. Thảo mít. Thảo mít tới mã 30 hả em? Thảo mít tới mã 30 màu gì em ơi? Còn mã 40 cho Du Minh Nguyễn này. Thế nào lấy 40 nữa không chị ơi? Hàng có ít nha. Chế Du Minh Nguyễn ấy, lấy cũng nhiều. Sắp mai để chốt đơn luôn này. Lấy đủ đơn, chốt đơn luôn á. Rồi màu này. Màu này chân váy. Chân váy có quần nhóm chị ơi, áo thêu. Màu này giá 120 nhá. Màu này giá 120. Xét này size của nó là size M chị ơi. Size M nhá. Size M 1m6 khoảng... M hả?
1m6 khoảng 50 cân đổ về mấy chị ha. Phòng eo 70. Chị nó lấy chốt liền cho em mã của nó là mã số mã 50 cho em luôn đi. Set mã 50 120 nhá. Chị nó lấy set 50 cầm set 50 120 cho em. Chân váy có quần cho váy xịn lắm. Không, 120 quá rẻ luôn á thật sự. Cái áo kiểu này giá của nó là 85.000 một áo mấy chị. Áo kiểu là giá 85.000. Còn em chân váy này không là giá của nó là giá 85 luôn ha. Là em này tới 170 một set nhá. Đóng một set chỉ có 120 thôi. Rồi chị nào lấy set này comment liền cho em mã 50. Mã 50, 1m6 50 cân đổ về eo 70 nha mấy chế ơi, 120k này. Sammy Tây không comment là 125. Đa, bán đa số là 125 mấy Tây thôi comment đỡ ha, cái nào khác giá em báo nha. Nhá. Đọc mà. À đúng rồi, cảm ơn Thảo Mít này. Rồi, chị nào lấy 50 chốt 50 giúp em nha. 50 là 1m6 50 cân đổ về eo 70 nha mấy chế ơi. Hình như là 120k nha. Hình như Thảo Mít cũng là khách cũ đúng không anh? Anh không biết cái mới. 50 cho Zoom Nguyên luôn này. Rồi màu này nha, chỗ màu này đẹp quá. Còn chị còn thế nào xem like nhà em không? Chế ơi, xem like chấm chấm lên chấm cho em đi. Chấm lên giúp em đi. Chấm lên giúp em nha. Rồi cái đầm này size tầm 1m6 khoảng 53 cân đổ về mấy chị ha. Vòng eo 74. Vòng eo em này tầm 74. Cái đầm này giá của nó là 120 nha chị vô ha. 120. Chị nó lấy đầm này chốt liền cho em mã của nó là mã số 65 đi. Chốt mã 65 giúp em nha. Comment nhiệt tình mua cho em mã 65. Size M như chị cực đẹp không chị. Đầm dày dặn mà dễ thương lắm nha. Đầm này mấy chị có thể mặc đi thì cũng được. Rồi đi làm đi chơi thì ok hết nha. Mã 65 size M 120k này. Mã 65 size M 120k nha mấy chị ơi. Chốt mã 65 cho em này. Mã 65 ha. Mã 65 giúp em. Chị đơn 65 chốt 65 lề liền ha. Hồng câu câu cấp còn 25k chị sẽ mi tay rồi. Thôi 120 được rồi mi tay ơi. Mấy bạn comment 120 rồi em bắt bạn comment 125 rồi em comment 25 bài rồi 120 giống như rồi màu này thế nào lấy màu này comment lên liền cho em set mà to quá em có 64 cái số tiền lấy size M á thế nào vậy size mông lê lấy size M size mông lê 64 tầm mặc size M là ok rồi size S là hơi nhỏ thôi cái set này nha mấy chị. Set chị nào lấy set này comment liền cho em set quần tây 125. Chị nào lấy comment liền cho em mà của nó mà số 44. Comment mà 44 giúp em nha, mà 44 giúp em. Chị nào lấy 44 chốt mà 44 giúp em. Đây, áo của nó thiết kế nha mấy chị. 120k mà 125k mà 44 giúp em. Rồi có theo như vậy rất là xinh ha. Ồ có chóp cơ luôn mấy chị, hai đằng sau có dây khóa. Đằng sau có dây khóa luôn mấy chị ha. Rồi chị nào lấy set này comment lên liền giúp em này. Cực kỳ cao cấp luôn. Rồi comment lên liền giúp em. Có size nào nhỏ không? Còn size to. Có ngày thì còn size cái ngày size to toàn người nhỏ, size nhỏ toàn người to. Size L. Size L ha. Size L 1m6 khoảng 53 con đổ về nhá. 352 con đổ về á. Rồi comment liền giúp em nha mấy chị. Size gì mới đặt xong ấy nhỉ? Cái gì? Cái gì em mới đặt cái gì xong nhờ? Chẳng nhớ chưa? Bốn mấy đấy. À, bốn mấy nhỉ? Ừ. Rồi lên tiếp cho các tình yêu ơi. Rồi em lên siêu đồ lung tung một xíu rồi xuống ha. Rồi mẫu này, chị nào lấy mẫu này chốt mà reo giúp em. Dạ. Rồi mà reo giúp em nhóm chị ơi, mà reo. Quên nhỉ? Đưa đưa qua đây cho em. Áo 60kg vừa không chị? Không, 60kg không vừa, size L, 60kg không vừa. Có size 60kg nha chị nha Phan Thanh Thảo được Phan ơi. Đầm Hồng Kông này 60kg. Có nha. Có gì ngày mai vô đi. Ngày mai vô em lên sale tiếp ha. Chị nó lấy áo. Áo lên rêu chút mà rêu cho em. Mà rêu 65k. Chị nó lấy chút mà rêu nha. Chút mà rêu giúp em. Rồi, em test. Em tư vấn cái em xíu nha mấy chị. Tư vấn cái em body xíu ha. Cùng trễ rồi em tư vấn cái em xíu rồi xuống nha mấy chị. Đây chị nào cần chẳng da cấp tốc, cần chẳng da nhanh để mà ăn Tết. Đây em tư vấn các em cho mấy chị nha. Chị nào cần chẳng da cấp tốc này, hay là chị nào cần chẳng da để mình dịnh đi Tết đi cho Noel, hoặc là đi chơi tiệc, lấy giấy ghi cho nhớ mà nào. Ghi mà đó là không quên bà Hằng. Nghĩ sao vậy bà, lên còn không kịp nữa kêu em lấy giấy ghi. Rồi mẫu này nha. Ý là chị nói ai nghe. Nói anh Giang ghi dùm em hả? Anh Giang tay còn chốt không kịp này chắc không ghi được đâu. Thôi là em quên, lâu lâu em quên về cho vui ha mấy chị ha. Quên về cho vui, mấy chị nhắc em cho vui.
Đây mẫu này nha. Ôi nhờ. Kem đó mấy chị. Em tưởng em kem một chút xíu ha. Đây kem Queenie nha mấy chị nha. Đây là dòng body cao cấp. Dòng body này giúp mấy chế là chế nào cần trắng nhanh nha. Trắng trong vòng sau một tuần là bật tông rồi mấy chị ha. Ví dụ như nha mấy chế 10 tông thì bật 2 tông nha. Ví dụ da 10 tông thì bật 2 tông. Em vẫn chưa nhận được combo lụa chưa? Chuẩn bị nhận được rồi đấy. Chưa nhận được đâu bà. Mới mà. Mới gửi mà. Mới gửi đây có mấy ngày chứ mấy. Rồi em test body cho mấy chị ha. Đây là body phơi đêm nha mấy chị. Body đêm chứ. Đây là body đêm nha. Giá của em này là 290k body đêm 300g. Mấy chị có thể xài được khoảng gần 3 tháng. Cái này công dụng của nó là giúp dưỡng trắng xa, trắng da cho mấy chị ha, trắng sâu trong da luôn. Cái này là trắng thật chứ không phải trắng ảo nha mấy chị ha. Mai like gì à, dự phòng kêu. Ngày mai em like đầm Hồng Kông nè. Rồi ngày mai em like đủ thứ đó, ngày mai like cả đầm len nữa ha. Rồi ngày mai có cả đủ thứ luôn mấy chị ơi. Chưa ngày mai ha, ngày mai nếu mà em tranh thủ buổi trưa được á thì chưa ngày mai em sẽ like nha. Rồi dự đơn cho dự phòng kêu luôn, dự phòng kêu ơi, chưa ngày mai vô mua đầm len nha. Ngày mai vô lên mua đầm len ha. Đây, đây là body đêm nha mấy chị nha. Body đêm, giá là 290k. Giúp da mấy chị trắng, mịn màng và trắng thật không hề ảo. Đặc biệt không lộ vân kem và không bị bết dính mấy chị ha. Mấy chị cần bôi trong vòng mấy giây thôi là ngấm hoàn toàn kem vào trong tay của mấy chị rồi. Đó, mấy chị, cái này em không chuẩn bị thau nước ha. Nếu mà chuẩn bị thau nước, em sẽ rưới nước lên trên tay cho mấy chị coi. Kem không hề bị trôi, kem nó chống nước luôn nha mấy chị. Nó gọi là kháng nước á. Khi mấy chị xuống dưới nước, kem cũng không bị trôi luôn. Rất là tốt luôn mấy chị ha. Đặc biệt là da của mấy chị á, sẽ được dưỡng trắng chuyên sâu luôn nha mấy chị. Rồi da mấy chị sau một tuần thôi là mấy chị bật tông rồi nha. Dù đơn giúp em lựa thêm ok Thúy Hương. Ok Diệp Phạm Kiều luôn. Đặc sĩ trên like có cần đặt cọc có chứ chị Thương Hương ơi. Đặc sĩ trên like chuyển khoản cọc cho em khoảng cọc cho em ít nhất là 300.000 đến 500.000 chị nha. Nếu mà cọc 500.000 càng tốt chị ha. Đó, là chuyển khoản cọc cho em nha chị. Còn số tài khoản Thiên Hương inbox cho em đi. Tí xíu em xuống live em sẽ trả lời Thiên Hương nha. Trả lời Thiên Hương, em sẽ cho Thiên Hương số tài khoản nha. Thiên Hương có gì Thiên Hương chuyển khoản cọc cho em. Ngày mai Thiên Hương lên live. Đặt trên live giúp em, đặt hàng. Chọn hàng trên live giúp em. Khoảng chừng 4 live nha. Cho Thiên Hương chọn live trong vòng 4 live. Sau đó là em sẽ chốt hàng cho Thiên Hương đi nha. Để mà được giá sỉ thì ít nhất là Thiên Hương phải chọn cho em là từ 20 sản phẩm đủ lên cho Thiên Hương nha. Rồi đây là body đêm mấy chị ha. Chị nào mà cần trắng nhanh nè, rồi chị nào mà cần trắng nè, để mà mình đi chơi, đi dự tiệc hay là mình đi chơi Noel Giáng sinh á, thì mấy chị cứ sắm cái hũ body này cho em nha. Body đêm Queenie Skin mấy chị ha. Rồi bây giờ em sẽ test qua cái phần mà phần phây nha mấy chị. Chị nào cần trắng phây, da căng bóng, trắng mịn, đều màu và không bị giống như là nổi mấy cái hột hột rồi nó sần sùi lên xấu xí á mấy chị. Đó, thì mấy chị xài combo phơi ngày phơi đêm giúp em. Chị nào mà ban ngày có thói quen xài chống nắng á thì mình đó mình muốn dưỡng tiết kiệm hơn á thì mình chỉ cần dưỡng body phơi đêm cho em là được. Còn chế nào mà có điều kiện hơn á thì mình mua nguyên một combo này cho em ha, là phơi ngày và phơi đêm giúp em. Màu trắng là phơi ngày, còn màu đen là phơi đêm. Em sẽ mở phơi đêm ra cho mấy chị coi nha. Đây là chất phơi đêm nha mấy chị. Đây là hộp phơi đêm màu vàng ha. Mỗi hộp phơi đều được tặng kèm serum mấy chị nha. Còn khi mấy chị mua body á thì mấy chị được tặng kèm với lại tẩy tế bào chết. Đây, đây là phơi ngày nha mấy chị. Hộp của nó màu trắng nha. Cái này mấy chị 30g luôn. Đây là serum tặng kèm ha mấy chị ha. Serum tặng kèm 30g như thế này. Mấy chị xài sẽ được rất là lâu. Cái lọ kem nó rất là sâu luôn mấy chị. Cái đáy của nó tới đây luôn nha. Đó, mấy chị xài được hơn 2 tháng luôn á. Và bây giờ em sẽ test body phơi đêm ở phơi ngày chứ, test phơi ngày trước cho mấy chị nha. Phơi ngày có thành phần chống nắng luôn. Nó có thành phần mà giúp dưỡng da trắng vào ban ngày cho mấy chị á. Và bây giờ em sẽ test serum trước. Trước khi mấy chị bôi phơi, mấy chị nhớ là bôi serum lên cho em nha. Cái này mấy chị chỉ cần bôi khoảng chừng 1 tuần thôi là thấy da mấy chị khác biệt liền luôn á. Nó thay đổi hoàn toàn luôn á. Rồi mấy chị nào á mà mua hai sản phẩm trở lên là em free ship mấy chị ha. Mua hai sản phẩm trở lên sẽ được free ship nha. Móm điệu. Hello móm điệu. Hello Như Nguyên ha. Đây, mấy chị bôi serum sau đó thoa đều và mình vụ nhẹ mấy chị ha. Để cho serum thấm đều vào trong da luôn. Sau khi serum thấm vào rồi á
thì khô ráo lắm mấy chị. Da mấy chị giống như nó khô, giống như là da của mấy chị chưa bôi cái gì luôn á. Serum 3.1 nó có mùi gì đúng không Thảo? Có mùi gì hả? Serum 3.1 à? Chị Mai Đằng ơi, có nó có mùi dịch yến á. Mà chị Mai Đằng có cái mùi, có cảm thấy có mùi, nếu mà có mùi gì lạ thì chị Mai Đằng nhớ chụp hình lại cho em nha. Tại vì serum nó không có chất bảo quản á chị Mai Đằng. Serum 3.1 cái hộp lớn á, nó không có chất bảo quản. Mà khi hàng mà đi mà dưới ánh nắng mặt trời, body nó không chịu, nó không chịu che chắn đàng hoàng á. Nó để phơi nắng mặt trời á, nóng nắng quá là serum nó dễ bị hư á. Cho nên chị Mai Đằng chụp hình lại cho em nha, em nhìn lại biết liền à. Nếu mà nó bị hư em nhìn lại biết liền à. Hư em đổi cho cái khác đúng cái rồi nha. Hư thì em sẽ đổi cho cái khác. Với lại mấy chị nhớ cho em á, khi serum á mà mấy chị xài á, mấy chị nên, em khuyên nên để trong ngăn mát tủ lạnh nha. Tại vì nó không hề có chất bảo quản, nó là từ dịch yến luôn, nó rất là tốt, cũng có collagen cho mấy chị. Cho nên mấy chị nhớ giùm em là bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh giùm em. Sau đó khi mấy chị xài mấy chị lấy ra và mấy chị bỏ lên trên da mấy chị xài nha. Đó, là đảm bảo là da của mấy chị sẽ rất là se khít lỗ chân lông này, cung cấp collagen này, căng bóng và rất là đẹp da nha. Rồi đây. Xong tại nên tay em đã test xong phay đêm. Nó test phay ngày nhưng mà lại cuối cùng mở phay đêm ra test. Thật là bó tay. Đây mấy chị, đây là phay đêm ha. Phay đêm. Em đang test phay đêm trên da nha, giúp da mấy chị là dưỡng sâu vào trong ban đêm nè. Đó, khi mấy chị ngủ mà da mấy chị vào được nuôi dưỡng ha, tái tạo da của mấy chị, cung cấp collagen. Thì phay đêm là thích hợp cho những làn da giống như là bị dầu nè, bị da không đều màu nè, rồi da bị đen nè. Nói chung là những làn da mà không bị nám tàn nhang á, là mấy chị xài phay đêm giúp em nha. Còn chị nào da nám tàn nhang thì xài qua phay nám giúp em mấy chị ha. Phay nám thì 200, giá là 295. Phay đêm giá 295 luôn. Còn phay ngày giá là 285 nha. Thua phay đêm 10k mấy chị ha. Em test phay ngày qua bên má này luôn nha. Mấy chị cứ bôi serum xong rồi sau đó mấy chị bôi phay lên nha, da mấy chị sẽ rất là tốt luôn. Đây ok ha. Đó mấy chị, đây là phay ngày, mà test phay ngày nha. Mấy chị cứ thoa đều lên như thế này nè. Đó, cứ thoa đều lên trên má vậy thôi ha. Vội nhẹ từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Thì trong khi mấy chị bôi kem á, là da mấy chị đang được massage luôn nhé. Massage thì da sẽ chống lão hóa tốt hơn, không bị nhăn nheo, rồi cung cấp collagen, da sẽ căng bóng và trắng sáng đều màu hơn mấy chị ha. Đó, hôm nay em test cho mấy chị là thứ nhất là body ha, bao em để trên, em đè lên quần áo luôn, kem cũng không ra quần áo mấy chị ha. Đặc biệt cái kem này nó rất là ăn vào trong da ha, nó không có bị lộ vân kem, không bị bết dính, cho nên da mấy chị thâu mà xài xuống nước, bao xuống nước luôn, kem cũng không bị trôi nha mấy chị. Có một số dòng kem á mình xài á, mình rửa tay là nó trôi hết trơn kem à, rửa là trôi hết kem ha. Đó rồi, chị nào đặt kem, đặt cái sản phẩm gì á thì để trên livestream giúp em luôn ha, comment trên livestream giúp em luôn. Ví dụ đặt phay đêm thì comment là phay đêm giúp em, đặt phay ngày á thì comment phay ngày giúp em. Chị nào đặt hai sản phẩm chung với đơn quần áo á, em sẽ trừ 25k ship trực tiếp cho vào đơn quần áo luôn, tức là em hỗ trợ ship cho mấy chị á. Còn chị nào á mà lấy hai sản phẩm, chị có lấy hai sản phẩm kem không á thì em sẽ free ship luôn ha. Đây là hũ serum 3-in-1 nha mấy chị. Serum này mình mua riêng khi mà mình muốn xài serum mà hết hết serum ở trong cái phần serum tặng rồi á. Giá bao nhiêu một hũ vậy em? À chị ơi, phay đêm là 295, phay ngày là giá 285 chị nhé. Phay ngày là 285, phay đêm là 295. Chị xài kèm toner nếu mà chị da của chị có dầu với lỗ chân lông to á, chị xài kèm toner giúp em nha. Ok. Toner đâu? Ở đây. Chai toner của em đây ha mấy chị. Toner thần thánh bên trong là chàm trà giấm táo, rất là tốt luôn. Em để gần cho mấy chị coi bên trong này. Nó có cả những đây, nó có cả những giấm táo á mấy chị. Đó, nó nổi ở bên trong đây nè. Khi mấy chị thoa lên trên mặt, mấy chị không cần rửa lại với nước nhé. Chị nào mà bị mụn cám tàn nhang á, mấy chị thoa toner lên á, mụn cám với mụn đồ đen đó mấy chị, mấy chị sẽ rất là dễ dàng lấy còi mụn ra luôn á. Rồi khi mà chị nào bị mụn á, mấy chị xài kèm toner, thuốc mụn kèm toner á, da mấy chị sẽ rất là nhanh hết mụn luôn. Tại vì nó có thành phần sát khuẩn da, sẽ khít lỗ chân lông. Nói chung là đây là một sản phẩm hỗ trợ cực kỳ tốt đối với những vấn đề như là điều trị da ha. Còn chị nào hỏi vấn đề gì không ạ? Để em tư vấn luôn. Tại mấy chị cứ hỏi trong inbox của em á, nhiều lúc em bận quá em không có thời gian tư vấn á. Cho nên lên like sau khi like quần áo xong á, em sẽ tư vấn trên like luôn. Để cho chị nào còn thắc mắc nè, hay chị nào mà muốn hỏi vấn đề gì á, thì em sẽ tư vấn trực tiếp trên đây cho mấy chị luôn nha. Còn chị nào muốn đặt sản phẩm ở trên này á, thì mình cũng đặt trên live stream được. Còn chị nào muốn đặt trong inbox thì cứ đặt trong inbox cho em. Em sẽ có nhân viên chích inbox cho mấy chị nha. Còn khi nào em rảnh em sẽ chích và tư vấn cho mấy chị ha mấy chị nha.
Còn chị nào muốn tư vấn nhiều hơn á thì để lại số điện thoại kèm với chữ tư vấn cho em nha. Nguyên bộ bao nhiêu thảo chị Mimi? Chị Mimi ơi, nguyên bộ hả? Em chưa cộng nữa. Cách dùng tắm trắng hả Nguyễn Ngọc? Cách dùng tắm trắng dễ lắm. Đây, trong bịch, trong gói tắm trắng. À, để trả lời nguyên bộ của ba Mimi trước nè ha. Để em cộng với được coi. Nguyên bộ là ví dụ phơi đêm phơi ngày, body đêm body ngày hả bà? Phơi đêm là giá 295, cộng với phơi ngày là 285. Là nguyên bộ phơi là giá là 580 ha. Còn nguyên bộ body là 290 cộng với 280 nhé. Nguyên bộ body ngày và đêm giá là 570. Là mấy chị sẽ được free ship khi mua từ hai sản phẩm nha. Còn chị nào mà muốn mua riêng toner, mua thêm toner với mua thêm sữa rửa mặt á, thì toner là giá 170k. Còn sữa rửa mặt là giá 185k nha mấy chị. Sữa rửa mặt là 185k. Đây đằng sau của em. Đằng sau của em đây là sữa tắm ha. Sữa tắm này mang tên là sữa tắm hạt sông trắng nha mấy chị. Nó có những hạt sông trắng cho mấy chị ở bên trong này. Khi mấy chị tắm á, cứ mỗi tắm là nó bật tông lên một chút nha mấy chị. Cứ mỗi tắm là bật tông lên một chút. Cái này là tắm hàng ngày luôn ha. Chị nào muốn trắng nhanh là kết hợp cho em nè. Sữa tắm nè, rồi tắm trắng nè, rồi body đêm body ngày cho em. Đó, bốn sản phẩm thôi là em đảm bảo mấy chị sau một tuần là mấy chị trắng lên rồi ha. Da đen bẩm sinh cũng trắng lên nha mấy chị nhé. Rồi bây giờ em tư vấn tắm trắng trước nhé. Đây gói tắm trắng đây. Ủa trong này có gì luôn nha? Anh cứ để, không sao, anh cứ để mồ bây giờ nó sắp. Em cứ khui tắm trắng, tắm khui lại. Đây tắm trắng đây nha mấy chị. Tắm trắng giá của nó 190 nguyên cái hộp này luôn. Cái hộp tắm trắng này gồm có hai gói, mấy chị tắm được hai lần nhé. Tức là một tuần tắm một lần. Nói cho đúng là hai gói này mấy chị tắm được hai tuần. Có nghĩa là một tuần tắm một lần ha. Em sẽ khui cái hộp này ra luôn. Coi ở trong hộp này nó chứa những gì nha mấy chị. Trong hộp này nó chứa những gì đây. Kéo văng cha, kéo. Cho kéo đi văng. Tắm trắng dùng sao thảo đây Mimi ơi. Em sẽ tư vấn cho chế luôn nha. Em sẽ khui hộp mới ra luôn nha mấy chị. Đây, đây là bên trong hộp nha. Bên trong hộp là nó gồm có 4 gói mấy chị ha. 4 gói như thế này nha. Một hộp tắm trắng gồm 4 gói. Hai gói này là hai gói tắm trắng. Mấy chị không cần phải pha trộn cái gì hết á. Hai gói tắm trắng này mấy chị chỉ cần xịt ra ngoài chén, sau đó mình đắp lên người và mình tắm thôi, chứ không cần phải pha trộn một cái gì nữa ha nha mấy chị. Em thấy một số nơi á làm tắm trắng mình phải trộn hai gói với nhau, nhưng mà cái này tắm trắng này là công ty đã làm sẵn luôn rồi, mấy chị không cần phải trộn cái gì hết á. Rồi còn đây là hai gói tẩy tế bào chết được tặng kèm. Cứ trước khi tắm là mấy chị sẽ xịt một gói tẩy tế bào chết này ra, mấy chị tẩy da ha. Đây, mấy chị lấy tế bào chết cắt ra, mấy chị kỳ lên da, làm ướt da trước nha mấy chị. Mấy chị làm ướt da trước, sau đó mấy chị lấy tẩy tế bào chết, mấy chị kỳ lên da cho tế bào chết nó bung ra nha mấy chị nha, để mấy chị tắm trắng nó hiệu quả hơn. Sau khi tẩy tế bào chết xong, mấy chị sẽ cắt cái gói tắm trắng này ra, mấy chị lấy ra chén trước ha, hoặc là khỏi lấy ra chén để nguyên gói để tắm luôn. Sau đó là lấy một lượng vừa phải, mấy chị xoa lên da nha, xoa lên da. Mấy chị để cho em 20 phút đến 30 phút nha. Chị nào để 30 phút càng tốt, chị nào không chị nào để 20 phút là ok rồi. Sau đó mấy chị sẽ massage chị. Massage tay thế này ha, kỳ như thế này. Trong vòng 20 phút mấy chị cứ massage, không mấy chị massage sau đó để 20 phút cũng được. Rồi sau đó mấy chị tắm lại với nước với em. Tắm lại với nước nha mấy chị. Cứ mỗi lần mấy chị tắm trắng là một lần bật tông nha. Mỗi lần tắm trắng là một lần bật tông, bật được 2 tông. Sau đó là mấy chị mặc đồ vô phòng. Rồi sau đó mình bôi body lên. Đó, là da mấy chị sẽ rất là trắng nha. Ủ trắng à Nguyễn Ngọc? Ủ trắng tức là nó đi chung với dòng ủ lụa đó Nguyễn Ngọc. Đây là ủ trắng nè. Ủ thì nó đi chung với dòng body lụa. Đây là một cặp với nhau nha. Đây là ủ lụa và body lụa. Ủ lụa này á thì nó sẽ mấy chị ủ hết cái chai này nó mới bật tông. Cái chai này là mấy chị ủ được 3 lần á. Ủ là như thế này thôi, chỉ cần xịt ủ ra tay ha. Chỉ cần xịt ủ ra trên body của mình, sau đó mấy chị thoa như thế này. Đó, rồi sau đó mình massage nhé. Cái ủ lụa này á rất là thơm luôn. Và mấy chị xài á là mấy chị không cần phải ủ ê trong phòng tắm giống như là tắm trắng. Nhưng mà cái này nó sẽ bật tông chậm hơn là so với tắm trắng nha.
Cái này là mấy chị xài hết chai khoảng 3 lần tắm. Một tuần mấy chị tắm 2 lần. Không phải tắm mà là ủ một lần, một tuần mấy chị ủ 2 lần cho em. Thì cái chai này ủ được khoảng 3 đến 4 lần, chắc khoảng 4 lần, nếu mà ủ toàn thân là khoảng 3 lần thôi nha. Còn nếu mà ủ tay với ủ cổ với ủ đùi không á thì chắc là khoảng 3 khoảng 4 lần, là 3 đến 4 lần là hết nha. Hết cái chai này ha. Rồi sau đó mình dưỡng body lên nha mấy chị nha, dưỡng body lụa lên. Một combo này là 375k. Thì tùy mấy chị thôi, chị nào mà da trắng rồi á, hoặc là chị nào mà da ngăm ngăm, hoặc là chị nào mà da không đến nổi đen á, thì mình xài combo lụa này nha. Combo lụa này á là sở hữu quyền tác giả từ của sản phẩm Hàn Quốc nha mấy chị. Đây là sản phẩm sở hữu, người ta gọi là gì ta, nguyên liệu nè, rồi cách thức tạo ra cái sản phẩm này là hoàn toàn là sở hữu từ Hàn Quốc hết, là Hàn Quốc, là bên Hàn Quốc là nhượng quyền hết nha, có giấy tờ đảm bảo hết mấy chị yên tâm, và có phí bảo hành luôn. Đó là về combo lụa nha. Combo lụa thì rẻ tiền hơn với 375k. Vậy để em một hộp tắm trắng nha. Ok Nguyễn Ngọc, một hộp tắm trắng. Nhưng mà Nguyễn Ngọc ơi, muốn trắng nhanh á, Nguyễn Ngọc nhớ dặn chị của Ngọc á là nhớ xài thêm body nữa nha. Nếu mà không có điều kiện xài body ngày đêm á thì xài body đêm thôi là được rồi ha. Còn ban ngày thì chịu khó dưỡng kem chống nắng lên cho em là ok rồi ha. Đây là phí bảo hành nha mấy chị. Mọi vấn đề hay thắc mắc về sản phẩm hay sản phẩm bị gì á thì mấy chị đều được bảo hành nha, đều được công ty bảo hành hết. Cho nên mấy chị yên tâm về vấn đề như là dị ứng nè, hay về những vấn đề như là kem mà có chứa những cái chất độc hại hay là chất cấm. Đó là công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm và được đền bù cho mấy chị hết nha. Đúng rồi Ngọc ơi, thêm body đêm rồi nha. Tắm trắng mà thêm body đêm thì nó mới hiệu quả nha Ngọc. Rồi tạm thời em tư vấn tới đây thôi. Chế nào muốn tư vấn gì nữa hay về nám về mụn á thì cứ inbox cho em, hoặc là ngày mai em tư vấn tiếp nha. Ngọc ơi, Ngọc lấy body đêm nữa thì comment body đêm lên đây cho chế luôn ha. Tối dùng body rồi sáng có phải không Mimi ơi, không cần phải tắm lại Mimi. Mimi sáng ngủ dậy á, Mimi thấy da của Mimi á hả, nó trắng đẹp bình thường luôn, không cần phải tắm lại. Tại vì nó không, thứ nhất là nó không bị bít rít, thứ hai nữa là nó không có bị lộ vân kem. Cho nên Mimi bôi rồi sáng mai Mimi đi làm vô tư luôn, không cần phải tắm lại nha. Chào chị Huyền Trinh, cam kết là không cần phải tắm lại luôn, rất là đạt. Khách bên em xài nhiều rồi, trắng bung luôn, thích lắm, không cần phải tắm lại đâu. Rồi chị nào chốt cái gì chốt lên like nhanh nhanh cho em, offline thì 12 giờ rồi nè. Đó, chị nào chốt sản phẩm gì nữa thì chốt trên like cho em luôn, còn không thì vô inbox nhắn cho em đi ha. Ừ Mimi ơi, vậy hai sản phẩm có được free ship? Có nha Ngọc ơi, được free ship nha. Mimi mà bôi cả ngày cả đêm hả? Nếu vậy sáng bây giờ Mimi về đẹp, Mimi muốn bôi hiệu quả là Mimi bôi đêm xong sáng mai Mimi rửa mặt, sau đó Mimi lấy nước thôi, chỉ cần lấy nước thôi tại vì nó ngấm hết vào da rồi. Mimi lấy nước sau đó Mimi rửa sơ như vậy thôi, sau đó là Mimi lau khô rồi Mimi có thể bôi body ngày lên được ha, chứ không cần phải tắm với xà bông cũng được nha Mimi. Mimi không tin Mimi về bôi thử nha, nó ngấm hết vào trong da luôn, không có cần phải tắm bằng xà bông hoặc là không có cần phải tẩy lại gì hết á. Thu tiền hộ luôn hả chị? Ừ Ngọc ơi, thu tiền hộ được luôn Ngọc ơi. Rồi Ngọc, Ngọc tính mua cho chị nào hả? Mua cho ai á, mà địa chỉ ở đâu thì Ngọc inbox cho chị nhé. Rồi Mimi chốt cái gì chốt nhanh đi Mimi để em offline nha. Chốt cái gì chốt nhanh đi để em offline nè, còn trễ rồi á. Hay không thôi Mimi nhắn tin cho mình book cho chế đi cũng được nha, để chế offline nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cho chị gái em hả? Ok, vậy Ngọc nhắn tin địa chỉ của anh book cho chế nha, để có gì chế gửi cho. Cảm ơn Thảo nha, sẽ book đặt sau. Ok và Mimi nha. Rồi em offline đây, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye.